Xin chào anh em, bây giờ tôi sẽ cùng anh em thảo luận luôn về cái cách mà tôi đã ứng dụng cái việc học trong Oracle Database. Có thể nói là học 1 biết 10 luôn. Tôi đi nhanh hơn rất nhiều năm, 5 năm, 7 năm so với những người cùng trang lứa với tôi, thậm chí so cả với những người đi trước tôi. Và đây là những gì tôi đã làm để đạt được điều đấy. Thông thường ấy, đại đa số mọi người học sẽ đi theo cái kiểu như thế này. Đây là cách thông thường mà rất nhiều người học. Đó gì ạ? Họ sẽ coi kiến thức là từ dễ đến khó. Và họ thường bắt đầu ở một cái điểm là bây giờ lúc bắt đầu học thì anh em mình mẹ chọn cái điểm là nó dễ thôi. Đúng không? Đấy. Hồi xưa tôi cũng như nhiều ông ấy, định học về database. Thế là bắt đầu mẹ chắc là học từ như trên trường đại học, học những cái về SQL, đấy, bảng biểu, cách viết câu lệnh như thế nào đấy. Và kỳ vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ ngon, mình trở thành chuyên gia, mình làm. Sự thực, cách học này là cách học mà thằng nào cũng đi theo. Nhưng nếu cách học ông nào cũng đi theo như thế thì tại sao mình lại ngon hơn người khác? Đó là một dấu hỏi tôi vì phải đặt ra. Khi đi theo cách thức này, tôi có một thứ mà tôi gặp phải rất là đau. Đó là gì? Tôi gặp phải những cái bức tường chắn trước mặt mình, tức tầm nhìn của mình rất ngắn. Mình không bao giờ biết được, bây giờ học rồi, cứ học đi, học giỏi đến nữa đi thì mình sẽ đi tiếp. Mình không bao giờ nhìn được rất xa được. Mình có một khoảng, không nhìn được, không nhìn được cái đích ở đây là gì, không biết. Tất cả đây là gì mình không biết. Chính cái điều này nó dẫn đến cho tôi cái việc rất là mù mờ. Và hồi đấy, thực sự lúc đầu học về database chẳng hạn, học trên trường thì nó dễ thôi, học vài câu lệnh SQL vớ vẩn đơn giản thì nó không có gì cả. Nhưng mà khi tôi bắt đầu tôi mở những cái tài liệu của Oracle Database ra, trời ơi, bạt ngàn kiến thức. Học hết phần 10 nó lại tiếp phần teo, nó cứ như thế, nó miên man. Tôi không biết đến bao giờ sẽ xong. Và không biết đọc như thế này thì sau này có ứng dụng được không. Tôi học database từ lúc mà tôi ở trên trường, trong trường đại học, sinh viên năm 3 tôi bắt đầu tìm hiểu về database rồi học rồi. Tôi không biết là những cái gì tôi học như thế thì liệu có bị lãng phí thời gian không? Mà học chay thế nó quên. Học như kiểu học chay như thế này mẹ nó quên bố mất. Đấy, không nhớ gì cả. Thì chính vì cái điều mà tôi đã đi theo điều này một thời gian, nó toạch. Đấy, nếu anh em nào có đi theo điều này, tôi thực sự là khuyên là nên dừng lại. Nên rất cân nhắc và dừng lại luôn. Vậy thì tôi đã làm cái điều thay đổi gì để tôi có thể giúp mình đi nhanh hơn và thoát qua cái bế tắc, cứ đi một đoạn là phải nhìn, đi một đoạn là phải nhìn như thế này nhé. Tôi đã áp dụng một cái cách tiếp cận sau. Đây là một cái thang, một cái biểu đồ ghi lại so sánh giữa vấn đề về thời gian. Tức hay người ta thường đánh đồng thời gian với kinh nghiệm đấy. Và đây là liên quan những cái gì liên quan đến hiểu biết. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng, và mọi người đều công nhận, rất nhiều người đều công nhận là thời gian qua đi thì hiểu biết tăng lên. Tức là một người 10 năm kinh nghiệm thì đương nhiên rồi, ông này là 10 năm thì cái độ hiểu biết về cái lĩnh vực của ông ấy nó sẽ tăng lên. Ví dụ tôi đang nói trong đây là tôi muốn nói lĩnh vực về database tôi học chẳng hạn, thì một ông 10 năm rồi, một chuyên gia ở đây rồi, thì rõ ràng ông ấy phải ngon đúng không? Ông này chắc chắn là mặt cười rồi đúng không? Đấy, là ngon chết. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không đặt là bây giờ ta vẫn muốn thời điểm đầu tiên của ta đây cơ, nhưng mà kiến thức ở chỗ này, tại sao lại không được? Tôi thì tôi muốn thời điểm đầu tiên tôi đi nhanh thôi, 6 tháng thôi, 1 năm thôi, nhưng mức kiến thức tôi ở chỗ này. Đó. Vậy thì cách của tôi dùng là như sau. Cái cách đi của này ấy, thì tôi khẳng định luôn nhé, nó không bao giờ đạt được điều này đâu. Cách mà tôi đi là gì? Tôi quyết định, tôi gặp những cái người. Vậy tôi cần gì? Tôi phải hiểu ra là tôi cần cái gì ở đây. Output nào mình sẽ cần nhỉ? Đấy, tôi hỏi bản thân mình, output nào mình cần? Mình cần thời gian. Tức là bây giờ tôi đi làm, thời gian qua đi 10 năm và người ta nói là ông này ra trường được 10 năm, ông này có 10 năm kinh nghiệm rồi. Tôi cần cái đấy, hay tôi cần là cái độ hiểu biết thực tế của tôi? Vậy thì rõ ràng cái mà tôi cần cuối cùng đó là gì ạ? Nó là liên quan đến độ hiểu biết.
Chỗ này tôi muốn chia sẻ cho anh em một cách tiếp cận, tức là tiếp cận từ output, không tiếp cận từ input. Tiếp cận output tức là kết quả tôi muốn cuối cùng là gì. Tại thời điểm đấy tôi chọn ra cái mà mình muốn thì nó là cái độ hiểu biết. Vậy thì đơn giản thôi, tôi không chọn cách là làm chăm chỉ theo thời gian, mà tôi đi đến những cái nơi có người nào họ đã biết rồi. Đấy, họ mới biết rồi, họ biết sẵn rồi đây. Con người đây, chính ông này, chính ông này. Tôi đến tôi tìm ông này thì có phải tôi có luôn mức hiểu biết này rồi không? Mà tôi không mất thời gian đến đây không? Đây là một cách thức giúp tôi tiết kiệm rất rất nhiều thời gian. Nhưng hãy nhớ, đến gặp một ông có độ hiểu biết như thế thì có rất nhiều người họ có thể biết được. Có nhiều người bảo là tôi đi cà phê với ông cũng được không? Hay là tôi đến học ông cũng được không? Quan trọng ấy, điều đấy chưa chắc đã thành công nhé. Có rất nhiều người đi học họ không thành công. Không phải cứ đến học mà đã thành công. Quan trọng là gì? Đến học cái gì? Ông thầy chỉ cho mình cái gì? Nếu mình đến học cái ông này mà ông lại chỉ cho mình mọi thứ từ dễ đến khó thì vứt đi. Nó chỉ giúp mình đi ngắn lại một tí thôi, nhưng cái cách đi này nó là đập đầu vào tường rồi. Anh em hình dung không ạ? Nếu mà đến ông này mà lại học cách cũ là vứt đi. Và đây là cách tôi đến và tôi học cái này. Tôi đến thì tôi cũng lại bắt đầu từ việc là bây giờ anh em mình học database. Thì quay lại câu chuyện về output. Cái output của cái database đấy là gì? Tôi rất muốn biết đến thời điểm cuối cùng ấy, thì ở các dự án hiện nay, ở các dự án hiện nay về database thì nó đang có những cái gì, sử dụng công nghệ gì, mô hình như thế nào, họ làm gì ngoài kia, họ làm gì ở các dự án về ngân hàng, về chứng khoán, ở viễn thông, ở bệnh viện, ở rất nhiều thứ kia. Tôi muốn biết và tôi trả tiền, tôi trả cái thời gian, tôi trả cái sự gọi là cái sự gọi là tập trung của tôi, chăm chút của tôi cho những cái người có những người giỏi đó, để tôi biết được cái kết quả cuối cùng là gì. Và đây là kết quả cuối cùng những dự án này họ đang làm nhé. Thì hồi đấy mà tôi quyết định tôi đi học. Tôi đơn giản thôi, tư duy của tôi rất đơn giản là bỏ tiền ra học. Thì tôi học một số thầy, trong đó có một anh đang làm ở VIB. Anh chỉ cho tôi là đây nhá, chú Huy, chú nhìn đây này. Hiện nay ở dự án ngoài kia, cái database mà chú muốn học ấy, nó làm có mấy mô hình đơn giản thôi. Một mô hình đầu tiên đấy, là thằng một thằng database nó đứng một mình. Đó là thông thường của những cái dự án nhỏ nhỏ vừa vừa thì họ hay triển khai thế này. Thì cái mô hình một con server, một con database nó gọi là standalone. Rất nhiều những cái dự án ngoài kia họ chạy cái mô hình này, nên mô hình này cũng không có gì là tệ hết đấy. Nó chạy thế này. Và anh ấy nói rằng nhưng mà một thời gian sau, những cái thằng nó dữ liệu lớn lên hay nhiều người dùng hơn thì nó không dùng cái con này của chú đâu, nó dùng con khác cơ. Đấy, nó dùng con khác. Với những cái thằng mà quan trọng hơn thì nó mới gọi là nó gắn lại, gắn các database lại với nhau. Anh em hình dung ạ, nó gắn được ông database lại với nhau. Đấy, giữa các database nó có sự gắn kết với nhau. Thực ra giữa hai ông này đấy, đây là một mô hình ba nốt, giữa hai ông này lại có một cái gắn với nhau, đấy, gắn với nhau. Đấy, nhưng mà tôi xóa đây, tôi để thế này cho anh em dễ hình dung. Tất cả con máy này nó phải gắn với nhau, nó phải gắn với nhau. Và các gắn với nhau như thế này, và nó coi cả cái cụm này là một database, tức là một database nó không chỉ là đơn lẻ nữa, bây giờ một database nó to hơn. Đấy. Cái mô hình kiểu này thì nó gọi là dạng cluster, hay thuật ngữ của với Oracle thì nó gọi là mô hình Oracle Rack. Oracle Rack. Và tôi được anh ấy nói rằng ở những cái nơi như họ cần về tiền ấy, rất quan trọng về tiền, đặc biệt là những bố về tài chính, thì bị những ông làm về tài chính chẳng hạn thì thường họ sẽ sử dụng mô hình này. Nó cần tính quan trọng cao hơn và nhiều, nói chung là nhiều thằng phục vụ hơn thì cao hơn. Tại thời điểm tôi học thì tôi cũng chưa biết là tại sao nó hoạt động cụ thể thế nào. Tôi chỉ biết là nó dạng cluster nhiều database, đấy là thằng to.
Thì tôi cứ tưởng là nó hết rồi, nhưng cũng không phải. Đấy thì ông lại nói cho tôi biết là nó có những cái mà phức tạp hơn ngày nữa. Đó. Và cụ thể là thường là những con như con hệ thống trọng yếu của trọng yếu, nó gọi tôi ví dụ như core banking chẳng hạn, trọng yếu của trọng yếu, thì nó lại làm như sau. Tôi vẽ mô hình này, một bên 3 nốt, một bên chỉ có 2 thôi, để cho em biết rằng nó hoàn toàn có thể có số nốt khác nhau. Không anh em lại nhầm tưởng là hai bên nó phải giống nhau. Ở những thằng rất 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 quan trọng thì nó có một cái thứ đây. Đấy. Cái mô hình này nó là mô hình nâng cao hơn của cái thằng số 2 này. Với mô hình số 2 này nhá. Thì đây là, đây coi như là một database để phục vụ người dùng. Đấy, là tất cả ứng dụng chúng ta vào đây để làm việc. Tuy nhiên, cả cái cụm này hoàn toàn có thể chết. Giống như đợt bão vừa rồi chẳng hạn, nếu cả cụm này đặt ở Hà Nội đi, Hà Nội dính bão mà cái nơi chứa các server này mà tèo ấy chẳng hạn, thì cả cụm nó đi hết. Thế nó đẻ ra một bài toán là bây giờ đã thế ta phải có một cụm database nữa có dữ liệu giống với ông này. Hai bố này giống nhau, nhưng mà ông này ở một vị trí khác, vị trí cách xa, cách xa ông này. Đấy, vì theo tiêu chuẩn bây giờ cách xa khoảng 30-40 cây sao, tiêu chuẩn của DCDR gì đấy, ở vùng khác. Và họ có rất nhiều nơi họ đặt, một ông là Hồ Chí Minh, một ông là Hà Nội. Đấy, đặt cách xa hẳn ra. Và thằng này cũng là một cặp cluster luôn, tức là một cụm các database hoạt động như một database. Và số nốt, đây gọi là số nốt, có thể khác nhau. À, thế hội tại đầu tiên tôi học ấy, nếu tôi tự mình tôi đi làm sao tôi biết được những mô hình thực tế nó dùng như thế này? Tôi không thể biết được. Và tôi đã hỏi là à, chắc mô hình này là ghê gớm nhất rồi anh nhỉ, mẹ chắc hết rồi. Ông cũng bảo cũng chưa. Vậy nếu trong quá trình mà chúng ta làm ấy, trên thực tế nó lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi nữa. Ví dụ ở những hệ thống core ấy, ở trong các đơn vị lớn ấy, mà có một hệ thống core. Đấy, tức là các cái phần chính nhất nó trong trong đây, thì bên ngoài nó có những cái ứng dụng vệ tinh, database vệ tinh để nó làm việc. Thì một trong những cái mình cần phải xử lý là mình phải đẩy cái dữ liệu từ ông này ra công khác. Đấy. Đẩy một phần dữ liệu, một phần thôi, không phải đẩy hết. Ở trong cái mô hình này thì dữ liệu hai bên này là giống hệt nhau, là giống bằng nhé, giống bằng. Bên này có bao nhiêu dữ liệu thì bên này có bấy nhiêu dữ liệu. Tôi ví dụ bên này có 1 T dữ liệu thì chuyển sang bên này có 1 T dữ liệu. Nhưng trong cuộc đời, trong thực tế của chúng ta có những thời điểm chúng ta chỉ cần đồng bộ một tí dữ liệu đây sang cho chỗ khác thôi. Chúng ta không cần đồng bộ tất cả 1 T đấy. Thì nó có những mô hình như sau, như vậy. Đấy. Đấy, đẻ ra một ông nữa. Đấy. Ông này thì bé tí thôi. Thôi bé tí tẹo. Ông này được đồng bộ. Ông này được đồng bộ một phần dữ liệu nhỏ nhỏ, chỉ có vài cái nhỏ nhỏ ở đây thôi. Được đồng bộ sang đây. Không phải toàn bộ. Đấy. Vậy thì đây là tất là những cái mô hình mà đại đa số ở ngoài kia nó đang làm. À vậy thì ngay đầu tiên của tôi, thời điểm bắt đầu tôi phát, tôi biết ngay là à, cái đích đến của tôi đây rồi. Thời điểm ấy tôi chỉ biết là à, nếu tôi làm được bằng này cái mô hình thì coi như là xong. Mẹ chắc chắn là tôi lúc đấy có thể gọi là cũng khá khá rồi, và có thể ra một cái đánh đấm rồi, kiếm tiền rồi. Họ làm ngân hàng chỉ làm thế này thôi mà, cần gì phải làm cao siêu hơn, đúng không anh em? Thì tôi đã biết được bức tranh, tức là tôi biết cái đích đến của tôi khác hoàn toàn với cái việc mà trước đây. Nếu một người nào đó bảo anh em là cứ học đi mẹ, cứ cơ bản nâng cao, học xong SQL thì học cái gì? Họ học về một cái database, họ học về cách vận hành, học cái gì đó. Họ không biết cái cụ thể cuối cùng họ đạt được, nên họ tiến rất chậm. Còn tôi biết là tôi phải tiến rất rất nhanh để tôi đạt cái mục tiêu này. Từ ngày trôi qua tôi biết là à, mình đạt được bao nhiêu phần trăm rồi, mình đã hiểu được cái mục nào trong đây chưa. Ok, thì đấy là cái bức tranh. Và cái người cho tôi bức tranh đấy là một người họ nằm ở vị trí này, họ có cái tầm hiểu biết mà tôi muốn. Vậy rất đơn giản thôi, chúng ta hãy nhớ rằng sử dụng cái người who này. Hãy nhớ một điều tôi muốn anh em ở đây. Tôi gọi người này là who. Who chính là cái điểm đầu tiên khi tôi bắt đầu việc học. Không phải là xem kiến thức của nó dễ hay khó, cũng chẳng phải là bây giờ tôi đọc sách thì không phải. Tôi hãy tìm một người có cái tầm hiểu biết tôi mong muốn. Tại thời điểm đó tôi tìm một anh. Anh đấy có hơn chục năm kinh nghiệm làm với ngân hàng rồi. Tôi đến thẳng anh ấy, bỏ tiền học anh ấy. Và tôi không chỉ bỏ tiền học, tôi chơi với anh ấy. Tôi từng kể, tôi có thể kể với anh em rằng cái thời điểm đầu tiên tôi đi học ấy, anh nói bây giờ anh có bao nhiêu khóa em mua hết. Anh có bao nhiêu khóa em mua hết. Và ở cạnh ấy càng lâu
thì tôi càng có nhiều lợi ích. Mỗi lần đi học ấy, tôi không đến đúng giờ đâu, mẹ tôi đến sớm, tôi tìm đủ lý do tôi đến sớm. Tôi lúc thì bảo là em làm ở gần, em đi chơi với bạn ở gần chỗ học em đến sớm. Bản chất đến sớm, cố đến sớm nửa tiếng một tiếng chỉ để bởi có thời gian ngồi với ông thêm một tiếng và nói chuyện để biết ông rằng à ở công ty nó như thế này, à ở công việc ông làm việc nó như thế nào. Tôi đến sớm nửa tiếng, tôi đến sớm một tiếng chỉ vì mục tiêu đó. Có những trường hợp tôi ở lại tôi giúp ông ấy dọn bàn dọn ghế cũng để nói chuyện với ông thôi. Tất cả mọi thứ là để ta biết được rằng cái output mình là gì. Và ở càng gần người giỏi thì ta càng biết rõ cái output này. Đó là cách tiếp cận của tôi. Vậy thì sau khi có bức tranh tổng quan rồi, anh em mình nên học thế nào? Khi tôi có bức tranh tổng quan nhé, thì tôi lại quay ngược lại học thật kỹ cái điểm khởi nguồn rồi. Như anh em nhìn thấy, khởi nguồn của tất cả các mô hình ở đây. Tất cả mô hình ở đây, tất cả mô hình này, đây, tất cả cục này đều xuất phát từ cái thằng này. Tức là nếu chúng ta hiểu rõ thằng này thì chúng có thể chúng ta cộng thêm một thứ gì đó ở giữa thôi, ta sẽ hiểu được các mô hình dưới. Vì thế nên tôi quay lại tôi học thật kỹ thằng này. Và đây là cách tôi học để hiểu rất rõ một vấn đề. Anh em hãy cùng xem chỗ cách tiếp theo của tôi nhé. Ok, bây giờ anh em mình quay ra tìm hiểu một thằng database nó hoạt động như thế nào. Khi tôi tìm hiểu một thằng database thì tôi lại bóc tách từng thành phần nhỏ của nó ra để tôi tìm hiểu. Rõ ràng database là nó sinh ra là để nó có thể tương tác với một thằng người dùng hoặc ứng dụng nào đó, đúng không? Và cái thằng ứng dụng đấy thì nó nói là nó gửi các câu lệnh SQL. Đấy, nó nói bằng ngôn ngữ SQL nó gửi đến. Vậy thì đầu tiên tôi phải hiểu được rằng à những cái câu lệnh mình học trên trường SQL nó gửi đến thằng database của tôi ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tôi cần phải hiểu chính xác chứ không phải hiểu một cách mông lung là trên trường đại học nói là à câu lệnh chạy thì nó ra kết quả. Không, câu lệnh chạy thì cái gì dẫn đến ra output của tôi, cái gì xảy ra, tôi cần phải biết chính xác điều này đó. Vậy thì tôi đi tìm hiểu thôi. Và cái quan trọng hơn, tôi tìm hiểu tất cả điều này phải để giải quyết một vấn đề. Anh em hãy lưu ý đặc biệt cách học chỗ này, nếu không học không biết cách học thì chúng ta lại lan man luôn. Hãy nhớ chỗ này, anh em mình phải nhớ đến output. Output là gì? Chúng ta học đọc nghiên cứu database để chúng ta biết cái chuyện gì sẽ xảy ra để nó làm được công nghệ này, chuyện gì xảy ra để hai thằng này đồng bộ được nhau, chuyện gì xảy ra để hai thằng này đồng bộ được nhau. Cái đấy, cái chúng ta học ở đây là để giải quyết cái đằng xa này đó. Thì tại thời điểm tôi đọc, tôi luôn 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 nhớ trong mình, output của tôi là để tôi ghép vào bức tranh lớn, chứ không phải output là chỉ có xem lung tung, không được có xem lung tung. Thì tôi biết đọc về câu lệnh SQL, tôi đọc các tài liệu, tôi nghiên cứu thì à hóa ra câu lệnh gửi đến thì nó phải có một chiêu. Ví dụ anh em mình gửi câu lệnh select sao from đấy, cái gì đấy, thì cái câu lệnh này nó không phải tự nhiên mà nó được thực hiện, nó không phải như thế, nó không phải tự nhiên nó thực hiện như thế, nó phải được diễn giải ra thì thằng database nó mới có thể hiểu được. Cái việc diễn giải của nó được diễn giải ra bằng một tập các bước gì đấy, nhưng chung quy lại nó phải lưu được cái cách thức mà thằng database nó sẽ làm việc. Đấy. Ví dụ ta có thằng database, ban đầu nó có điểm, ta yêu cầu nó câu lệnh SQL, tôi yêu cầu bằng select cái gì đấy từ bảng nào đấy, và kết thúc ta mong muốn kết quả. Đấy, ta mong muốn kết quả là cờ đây này. Đấy. Thì nó phải tạo được con đường gì nó đi để nó đến kết quả này, không phải tự nhiên nó đến đâu. Nó có rất nhiều con đường để nó đi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, nhưng thằng database nó phải tính toán làm sao để nó chọn ra được con đường nào có chi phí nhỏ nhất để nó thực hiện. Thằng database nó phải tính lại tất cả có bao nhiêu con đường có thể thực hiện được cái thằng này nhỉ, và nó lưu vào một nơi. Có thể nói là cái việc tính toán này nó cực kỳ tiêu tốn công sức. Hãy đơn giản, đây giống như bộ não của chúng ta, khi chúng ta đọc một cái bài toán, chúng ta phải tư duy xem cách giải bài toán như thế nào. Nếu anh em nhớ lại hồi xưa mà tôi đi học ở cấp 3,
tôi học hóa, tôi học lý. Sự thực là có những cái dạng đề chúng ta làm một vài lần nó quen, lần sau cho đề bài nó cứ thế mà nó làm. Thì cái việc tư duy giải dạng đề đấy, nó chính là cái tư duy của thằng database thôi, nó không khác gì cả. À tao, mày có câu lệnh này đúng không? Tao phân tích trước, tao xem với câu lệnh của mày thì cách thức xử lý là như thế này, nó dùng index hay không, hay là quét full bảng hay như thế nào đấy. Lần sau mày câu tương tự, tao sẽ dùng cách tương tự tao giải, thì nó lưu lại, không khác gì mình. Và sau khi lưu lại rồi thì rõ ràng lưu lại xong thì nó phải chạy đúng không? Phải có bước thực thi đúng không? Đấy, phải có bước thực thi, phải có thực thi, chạy chứ. Chạy câu lệnh thì mới tìm được output chứ, mà thằng này nó muốn chứ, có kết quả chứ. Và trong các thằng database nó đều có bước này. Vậy kết quả này nó trả thẳng ra hay là nó phải lưu lại tạm chỗ nào đấy, để nó gọi là cách ấy, để lần sau có thằng nào cũng tìm câu lệnh đấy thì nó trả kết quả luôn. Thì đọc theo cái tư duy đấy, thì tôi đọc một hồi nó đẻ ra, à bọn này nó có một cái vùng, nó chuyên làm một cái việc là lưu lại. Cái vùng này nó có một cái thuật ngữ, nó gọi là buffer cache, database buffer cache. Gần như các database nó đều có hết đấy, đều có thuật ngữ này. Đấy, cái thuật ngữ của cái ông này gọi là share pool. Đấy, tên thuật ngữ thôi nhá, các database khác nhau thì tên khác nhau nhưng mà ý tưởng là tương tự. Và thằng buffer cache này nó làm việc gì? Đấy, anh em mình, lúc tôi đọc cái này ra thì tôi mới nghiên cứu, à tất cả cái vùng mà tôi đọc ấy, tất cả bất kỳ thành phần mà tôi đọc, tôi đều giải quyết câu chuyện là tại sao mà nó sinh ra thằng này, được chưa? Thì thằng buffer cache này nó sinh ra để nó hứng cái kết quả chạy từ thằng bố này, hứng ở đây ông này đưa ra chiến lược, bố này là bố chiến lược này, ông này đưa ra chiến lược, à chiến lược thực chạy câu lệnh là như sau đấy. Khi nó chạy thì nó phải nó vớ được một đống cái dữ liệu không, giống như một đống cái đồ đúng không, cái đồ đấy thì sẽ chứa vào trong này, hãy chứa tạm trong này. Đấy, ý nghĩa của nó là như vậy. Nó có thể chứa vào ô này, nó có thể chứa vào ô này, nó có thể chứa vào ô này, nó có thể chứa vào một trong các ô này. Và trong quá trình đấy, nếu cái dữ liệu của chúng ta bị thực hiện update hoặc bị chỉnh sửa đấy, ví dụ trong ô này đang là giá trị bằng 10, đúng không, lúc đầu tôi lấy là giá trị bằng 10, và một câu lệnh khác thực hiện update từ 10 trở thành 11, thì cái ô này nó không còn là màu xanh nữa, có thể nó sẽ được đánh dấu thành một màu khác, là ví dụ đánh dấu thành một màu khác. Đấy. Và với việc đánh dấu bằng màu khác này, có thể có một số ô khác đánh dấu bằng màu khác, thì nó sẽ hiểu rằng những cái vùng dữ liệu này không được sử dụng để trả ra cho người dùng nữa. Tức là sau này nó có thể xóa vùng dữ liệu đi, đẩy ra một chỗ lưu xuống dưới đĩa đi, xuống cái data file dưới đĩa đi, đừng lấy ở cách này nữa, nó không còn đúng nữa rồi. Đấy. Và những cái ô này này, những cái ô mà chúng ta đang thấy này, nó gọi là block. Đấy. Block này, cái block này để chứa cái dữ liệu bên dưới đĩa. Chị tí anh em sẽ thấy là nó lấy dữ liệu từ phần đĩa, data file nó quét lên để vào đây, gọi là block. Có một cái lưu ý, chỗ này khi tôi đọc đến đây rồi ấy, tôi lại đặt câu hỏi. Why? Tại sao lại là block? Vì kết quả của tôi bây giờ lấy ra dữ liệu chỉ là số 10 thôi. Thì ghi giá trị chứ. Đúng không? Rõ ràng anh em học công nghệ tin mà có giá trị chứ. Thì tại sao lại dừng block? Đấy, thì cái chính cái câu hỏi why này thôi khiến tôi chút nữa tôi lại mò ra những cái thứ đó là bản chất của database. Tất cả cái việc này này chính là bản chất hoạt động của database. Và khi tôi hiểu cái điều này, sau này tôi đi làm, tôi làm việc và một thời gian sau tôi làm dự án ấy, tôi thấy nó đúng với mọi loại database. Mọi loại database đều theo tư tưởng này, học các cái khác cực kỳ nhanh. Nó sẽ đổi mỗi thuật ngữ. Đấy là lý do. Oracle thì gọi là block, sang SQL Server nó gọi là page. Rất đơn giản, hai thằng cùng nhau luôn. Block của Oracle 8KB thì ông page của bố SQL Server cũng là 8KB, rất là dễ, hiểu nhau cực kỳ đơn giản luôn. Và đến đây thì chúng ta từ nãy giờ thì câu lệnh select đúng không? Thế nếu câu lệnh update, chúng ta vừa xem câu lệnh update chỉnh sửa dữ liệu thì nó xuất dậy cái này, giá trị 10 chuyển thành giá trị khác, ví dụ thành 11. Vậy à, ông này lúc trước là 10, lúc trước ông này là 10, bây giờ không phải là 10 nữa, lúc sau là chuyển 11. Thì tôi có một câu hỏi, vậy thì làm sao thằng database nó biết trước là hồi xưa cái dữ liệu này là gì? 10 hay 11, làm sao chuyện gì chuyển từ 10 thành 11? Thì nó đẻ ra một cái thằng nữa để giải quyết cái nhiệm vụ tại sao dữ liệu của tao bị thay đổi. Thì nó đẻ ra một bố nữa. Với anh tròn.
Đấy. Đấy, như kiểu mực nước ở dưới này, này. Và cái ông này này thì ông ấy làm nhiệm vụ là ghi những dữ liệu thay đổi. Đấy, như giống kiểu mực nước này. Đấy, ghi những dữ liệu thay đổi. Dữ liệu thay đổi tức là gì? Ví dụ khi anh em thực hiện update giá trị 10 chuyển thành 11, nó ghi vào đây. Hồi xưa giá trị nó là 10, bây giờ nó chuyển thành 11 rồi đấy. Đấy, rất đơn giản thôi. Và thằng này gọi thằng redo buffer. Redo lock buffer. Gọi thuật ngữ gì bản chất là như nhau, anh em hiểu cái bản chất nhá. Redo lock buffer. Ok. Vậy thì khi câu lệnh của bố database bố gửi đến ấy, câu lệnh này SQL đấy, thuật ngữ nó là SQL. Nó gửi đến thằng này. Đấy. Nó gửi đến một thằng to đùng gồm nhiều thành phần nữa, nhưng mà đây là những thành phần chính. Khi tôi đọc thì tôi đọc rất là đọc ra nhiều thằng, nhưng mà cái quy tắc đọc của tôi ấy, thì tôi đọc và tôi chọn lọc ra hai theo nguyên tắc 80-20. 20% cái gì nó quan trọng nhất mà mình chỉ cần nhớ thôi. Tại sao tôi biết được 20% nào quan trọng nhất, anh em biết không ạ? Tại sao mà tôi là một thằng hồi là sinh viên, tôi biết được đâu là cái quan trọng nhất và nó sẽ dùng trong tương lai? Rất đơn giản thôi, áp dụng đúng công thức lúc nãy tôi chia sẻ với anh em. Thằng nào biết điều này ạ? Thằng Hu. Ông này cho tôi biết rằng thay vì có rất nhiều cái vùng bộ nhớ ở đây, cực kỳ nhiều, như là large pool, stream pool, java pool, recycle pool, tất cả mọi thứ. Tôi, ông mày không cần nhớ, mày chỉ cần nhớ ba thằng này thôi. Là từ nay về sau mày sẽ chỉ dùng nó, đại đa số 99% của tao. Tao làm 10 năm tao chỉ dùng ba thằng này thôi. Thế thì tội gì tao phải nhớ tất cả mọi thứ? Thì thời điểm đầu tiên tôi học ấy, để tôi nhanh, tôi học ba thằng này thôi. Tôi học rất sâu ba thằng này. Và thay vì đọc lung tung thì tôi đặt rất nhiều câu hỏi why. Tại sao nó lại buffer cache nhỉ? À, nó đặt tên buffer cache. Tôi thường đi từ cái tên. Tôi bao giờ cũng học đi từ cái tên. Buffer cache à, để lưu tạm. Đúng không? Cache hay là redo đấy, để làm gì? Nó có ý nghĩa cái tên giúp tôi hiểu được phần nào. Và tôi lại hỏi là tại sao nó lại thiết kế dạng block? Có thể sau này nó thể hiện sẽ không phải giá trị. Đó, tôi hỏi những câu hỏi đó. Đấy là cách mà tôi học. Cách mà tôi đào sâu. Tôi dùng ông Hu này để tôi loại bớt những gì nó loại bớt công việc của tôi đi. Và tôi dùng những câu hỏi why liên tiếp để tôi đào sâu vào ông này. Ok. Thì tuy nhiên để cho này nhá, anh em mình thấy một phần của câu chuyện về database rồi đấy. Em sắp phần câu chuyện database đấy. Cái mà tôi đang muốn nói về đây với anh em, nó chính là kiến trúc của database Oracle. Đây, cái này tôi đang tìm hiểu chính là kiến trúc của database. Và khi đọc tài liệu thì ta sẽ thấy rằng tất cả thằng database nó đều có những cái vùng là đây là vùng bộ nhớ. Đây chính là vùng ở trên memory. Tại sao chúng ngoài kia họ cứ phải đầu tư những con máy chủ ngon, chúng ta phải mua cloud bây giờ lớn có thể scale được, bởi vì nó cấp phát vùng bộ nhớ lớn hơn. Thế vậy khi vùng bộ nhớ lên thì thằng này to hơn, thằng này to hơn, thằng này to hơn, dẫn đến cái việc giúp thằng này xử lý câu lệnh SQL nó nhanh hơn. Đó. Phần này là phần bộ nhớ nhá, memory nhá, viết vào đây cho anh em dễ hình dung. Nhưng mà tất cả dữ liệu cứ ở trên bộ nhớ như thế này thì cũng toang. Một lúc nào đấy nhá, mất điện ngay thì thôi, chào nhau hết. Đúng không? Thế vậy thì nó phải ghi xuống một cái gì đấy nằm ở cái file ở trên hệ điều hành. Chúng ta sờ được, chúng ta khi tắt điện ra bật lên thì nó vẫn còn cái file đấy. Thế mới ngon chứ. Đó, thế vậy thì tôi mới đi tìm hiểu là cái file là gồm những cái file gì. Đầu tiên tôi tìm hiểu thấy là à, tôi có thằng những thằng gọi là data file. Đó, data file. Bởi vì mặc dù tôi chưa học database hay trên trường đại học không ấy, thì tôi cũng bằng một cách thức nào đó tôi nghe hoặc tôi tìm được, tôi biết na ná data file là file chứa dữ liệu. Đấy, đấy, nghe tên được đoán thế. Chưa học chưa hiểu cấu trúc đâu thì data file là file chứa dữ liệu. Thì về sau khi tôi nghiên cứu đọc những cái tài liệu chuyên sâu về nó, vậy thì thằng data file này cũng là dữ liệu đúng không? Thì nó có phải là à, tôi thấy quen quen thằng buffer cache này là chứa dữ liệu thì data file cũng dữ liệu. Vậy hai bố này nó phải có liên quan đến nhau. Chắc chắn phải liên quan đến nhau. Liên quan nào chưa biết. Thế thì khi học kiến trúc data file này, tôi mới thấy một điều. À, cái ông data file này nó được tạo nên. Đấy, nó tạo nên nhiều thằng nhỏ nhỏ bên trong. Và anh em thế này cho dễ hình dung.
Nó gồm tạo, nó giống như data file mình giống như quyển sổ ấy, nó giống như quyển sổ và nó tạo từ rất rất nhiều trang A4. Đây là các trang A4. Đấy, các tờ giấy A4 trong quyển sổ của chúng ta. Và nó chứa dữ liệu thông tin. Vậy thì thông tin nó là cái gì? Thông tin nó là những cái dòng viết ở trên này. Dòng chữ ở trên này, dòng chữ ở trên này. Đấy. Dữ liệu nó chứa đây, nó chứa thế này. Và cái đơn vị nhỏ nhất của thằng data file này nó có khái niệm nó là block. Nó là block. Ồ, tức là điều gì? Tức là nó sẽ quét các block dữ liệu từ data file này để nó đẩy lên thằng buffer cache. Hai thằng này đều gọi là block, đều chứa những cái ô dữ liệu giống nhau. Nó quét mấy ông này đẩy lên đây, vừa khít vào đây, vừa khít vào đây. Tất nhiên rồi, khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì nó có cấu hình nâng cao, nó có thể cấu hình các block này nó khác nhau. Tức là trong cùng buffer cache này nó có nhiều block có kích cỡ khác nhau. Nhưng tại thời điểm này nếu anh em học ấy, cũng đừng, bởi vì cái trường hợp này nó ít. Thật với anh em nó ít. Sau này tôi làm nhiều dự án khủng khoằm mới cần để ý, chứ anh ít 90% không cần. Nếu tôi khuyên anh em chỉ nhớ lúc ban đầu là hai ông này nó có liên hệ với nhau. Đấy, thì bất kỳ tôi học một cái điều gì ở đằng sau, tôi đều hỏi nó có liên hệ gì không. Nó không liên hệ gì tại sao nó đẻ ra. Đấy thì tôi lúc ấy tôi mới gắn là 24 này là có liên quan nhé. Đấy, 24 này là có liên quan. Đấy, hai bộ này có liên quan, vẽ hai chiều ấy liên quan. Liên quan kiểu gì? Tức là gì? Đơn giản thôi. Dữ liệu từ đây đưa lên đây. Và những cái dữ liệu đỏ đỏ này, em nhớ dữ liệu đỏ đỏ đấy không? Dữ liệu đỏ đỏ này chính là những dữ liệu đã bị thay đổi. Khi dữ liệu một ông bị thay đổi, nó sẽ thực hiện ghi xuống data file. Đúng chưa? Thay đổi rồi có cần giữ ở trên bộ nhớ đâu, chẳng ghi xuống data file thôi. Ok. Vậy thì ta thấy rằng dữ liệu nó ghi xuống thì có thể dữ liệu này cũng quan trọng chứ. Nó phải ghi đi đâu chứ. Không thể nào mẹ cứ chứa vu vơ đấy được. Dữ liệu nào cũng phải ghi xuống nhỉ. Thì tôi lại đọc tiếp thì tôi phát hiện ra thằng này nó cũng được ghi anh em ạ. Nó cũng được ghi xuống. Ghi xuống này à. Nó ghi xuống cái thằng tròn tròn này à. Đó, xoay vùng này. Thằng này người ta gọi nó bằng một cái tên là redo lock. Bên trên là redo buffer thì ghi xuống bên dưới là redo log file. Redo log file. Bản chất nó là chứa dữ liệu của thằng buffer bên trên này thôi. Thế cho nó dễ. Ông bên trên này sẽ đổ dữ liệu vào đây. Và đổ thì nó sẽ theo cái quy tắc như sau. Quy tắc như sau. Đầu tiên là đổ đầy thằng này. Khi đổ đầy thằng này rồi thì hệ thống nó chuyển sang ghi vào đây, đổ vào thằng này. Khi thằng này đổ rồi thì ghi vào đây. Đó, ghi vào đây. Đó, nó gọi là quy tắc ghi vòng tròn. Ghi vòng tròn, thằng này thằng số 1. Thằng này thằng số 2, số 3 ghi. Ờ, chỗ này chúng ta lại đẩy ra một thứ. Mẹ thằng số 3 đầy rồi ghi vào số 1 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tại đây nó có hai trường hợp xảy ra, có thể là nó xóa trắng thằng này. Nó xóa hết, nó xóa, xóa trắng. Qua trường hợp thứ hai, nếu xóa trắng thì tôi đặt câu hỏi, nếu xóa, nếu delete thì chẳng may đây cũng là một cái dữ liệu chứ. Mẹ xóa đấy thì không ổn rồi. Thì đúng thật, nó đẻ ra trường hợp những hệ thống quan trọng người ta không xóa luôn. Người ta lại đẻ ra một file nữa để lưu lại thằng dữ liệu đấy. Thế thì anh em thấy là nó thiết kế mẹ khù khoằm. Quyết định đẻ ra một file nữa, một tập các file nữa để nó lưu. Đây, nó quyết định đẻ ra một tập các file nữa để nó lưu những cái dữ liệu này. Cái file, một tập các file này. Đấy. Những cái file này nó gọi là archive log. Gọi gì thì gọi thôi. Bản chất archive log chính là bằng backup của thằng redo log. Đấy. Hiểu thế cho nó dễ. Archive log thì bằng backup của thằng này. Bởi vì nó là backup, thế nên là dữ liệu của nó bản chất là từ thằng này ghi xuống đây thôi. Ông này ghi xuống đây. Đấy. Và dữ liệu nó ghi đúng như thế này luôn anh em. Dữ liệu nó sẽ ghi lần lượt vào các file như thế này. Đấy. Ghi vào file này.
sau đó mới sang file này. Và các file này thì nó cứ tăng mãi lên. File này nó cứ tăng lên, nó không ghi đẻ nữa. Ở đây thì nó không chơi ghi đẻ, ở đây ghi đẻ nữa thì đánh đấm gì nữa. Đó. Vậy thì anh em sẽ thấy một cái dọc xương sống ở đây khi chúng ta làm. Tôi mới hiểu ra một cái tư duy, backup của backup. Đầu tiên nó ghi vào bộ nhớ trước cho nó nhanh. Sau đó thì nó ghi xuống một thằng này để xoay vòng cho nó nhanh. Nếu với những hệ thống mà không quá đòi hỏi sự an toàn. Đấy, mất dữ liệu. Cái này cũng không phải là có phải dữ liệu này, chỉ để khôi phục dữ liệu thôi. Mục tiêu sinh ra cả cái dãy, cái cục bên này này là để khôi phục dữ liệu khi có sự cố. Ví dụ thảm họa sập database. Đấy, chết database phần nào đấy cần khôi phục thì nó dùng cái dọc này để nó khôi phục. Và chúng ta càng tạo nhiều file thì mức độ chúng ta có thể khôi phục lại càng nhiều. Và khi đến cái đoạn này thì lúc này tôi nghĩ thế vậy thì nó có sử dụng gì ở các mô hình đằng sau mà mình làm không, hay là nó dừng? Thế đấy thì tôi học ở đây tôi biết là cái thằng này nó thực sự là cần thiết. Anh em có nhớ đây không? Chỗ này chính là các công nghệ dùng Oracle ở trong dự án thực tế. Dự án thực tế họ dùng cái gì thì chính là thằng này. Thì cái đoạn công nghệ đồng bộ dữ liệu ấy, anh em nhớ chúng mình cho là đồng bộ dữ liệu từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Làm sao nó đồng bộ dữ liệu để hai đồng bộ 1:1 được nhỉ? Làm sao đồng bộ 1:1 được? Thì bản chất là nó đem những cái dữ liệu ở giữa này. Cái dữ liệu ở giữa anh em mình thấy đây này. Đây chính là ức cái lộng và redo log, nó để đồng bộ. Đó, hai cái đây chính là cái cơ chế để nó đồng bộ bằng hai thằng này. Đó, mình sẽ thấy ngay. Ồ, hai ông này nó là có sự liên quan mật thiết với nhau đấy. Lúc chúng ta học chúng ta chỉ cần kết nối một phát chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ. Bộ này được sử dụng ở trong đây. Hãy tao vẽ ra. Và khi ta học đến đây rồi, lập tức tôi cũng biết được ngay trong thực tế nó có thể có các sự cố gì. Sự cố trong thực tế luôn, mặc dù chúng ta đang học nhưng chúng ta đoán được luôn. Vậy thì thế nào là đồng bộ? Tôi ví dụ với anh em. Nếu như xảy ra sự cố mà mất sừ nó cài lốc, mất sừ nó redo lốc thì có đồng bộ được không? Hiển nhiên là không đồng bộ được. Thế tại sao lại có trường hợp mất? Thì tôi có thể đơn giản thôi. Ví dụ trường hợp ông ở Hồ Chí Minh, ông này ở Hồ Chí Minh, ông này ở Hà Nội, mà ông Hồ Chí Minh bây giờ bị mất điện. Mất điện một ngày đi, thì có phải ông Hà Nội nó sẽ sinh ra một đống ở cài lốc đúng không? Một đống dữ liệu nó chạy đúng không? Và nó chưa kịp làm gì, chưa kịp bảo đây. Giả sử nó mất điện, mất đường truyền đi, thì cái lốc này vẫn ở đây, đúng không ạ? Thế hai thằng bị lệch nhau. Và khi thằng này có điện lại, có mạng lại, nhưng vì lý do đấy bị xóa với thằng này, thì lấy đâu ra mà đồng bộ? Thế thì tôi mới hình dung được. Vậy trong thực tế giữ thằng này lại để đảm bảo được đồng bộ. Và nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là xử lý thế nào khi mất dữ liệu cái lốc ở đây. Đấy, dự án thực tế nó gặp đấy. Rất nhiều dự án luôn anh em. Tư duy để làm rất đơn giản khi chúng ta hiểu từ gốc ở đây. Biết ngay. Và cái công nghệ để đồng bộ ở đây anh em, cái công nghệ đồng bộ ở đây thông thường trên dự án thực tế này, nó gọi thuật ngữ như sau nhé, mình viết vào cho anh em dễ hình dung. Thằng cái công nghệ đồng bộ này, cái OKLOG thì DULOG này, nó gọi là công nghệ DataGuard. DataGuard kinh điển luôn. Có thể nói là một những công nghệ đồng bộ mà được sử dụng nhiều nhất ở trong những hệ thống trọng yếu mà có sử dụng Oracle Database, đều dùng Oracle DataGuard. Còn cái việc đồng bộ một phần trong đây này thì trước đây nó dùng là Oracle Stream, một số bên dùng Oracle Stream, nhưng mà đại đa số tôi kể cho anh em những cái dự án phổ biến nhất, 90% bây giờ làm nhé, là Golden Gate. Đấy, tôi là trở thành người hu cho anh em, tôi nói luôn anh em loại những cái nào nó ít dùng đi, nó dùng Golden Gate. Vậy thì hai thằng DataGuard và Golden Gate đều là đồng bộ dữ liệu. Nó đều đồng bộ dữ liệu hết. Và để đồng bộ dữ liệu thì nó đều sử dụng có liên quan đến archive-log và redo-log. Wow. Học một phát chúng một lúc đấy tôi bắt đầu thấy mọi thứ nó gọi là sáng sủa ngay. Cuộc đời tự nhiên thấy nó rõ ràng ngay. Tức là hai cái thằng này mình dùng ấy. Đấy, cái cụm dữ liệu này của tôi này, nó có phục vụ cho công nghệ đồng bộ. Thằng Golden Gate này nó bản chất là gì? Nó cũng dùng một cách thức gì đấy, nó đọc những cái thay đổi dữ liệu ở trên thằng này, ở trên các bảng biểu này, và nó mang sang nó chạy đây thôi.
Lúc nãy cái bảng biểu thay đổi từ 10 trở thành 11 đúng không? Thì nó đem cái sự thay đổi đấy, nó chạy cho con này, à bảng này từ 11 thì mày chỉnh từ 10 đến 11 đi, xong. Cơ chế là như vậy. Tất cả phụ thuộc vào đây. Vậy thì tôi cũng biết luôn là rằng ở trong cái database của mình thì đây là các file quan trọng chứ không phải là file linh tinh. Nếu mà khi chúng ta biết được tầm nhìn xa, chúng ta không bao giờ có chuyện là chúng ta để hỏng cái file này. Hỏng file này nó là mẹ sự cố của hệ thống này. Học 1 biết 5, 6, học 1 biết 10. Ở chỗ chúng ta có liên kết được những gì mình học với cái output ở xa hơn hay không. Lại quay trở lại cái đầu tiên, cái mô hình đầu tiên mà tôi nói với anh em. Nếu trước đây anh em mình đi từ dễ đến khó, thì tại thời điểm đầu tiên mình đọc, mình không hiểu redo có tác dụng mẹ gì, không hiểu Kylo có tác dụng mẹ gì. Và tôi đã từng gặp những cái dự án có sự cố thế này. Hồi tôi làm dự án, tôi rất nhiều trường hợp mà nửa đêm hoặc tôi bị gọi đến cho tình huống là bây giờ mẹ chú cứu nát anh cái, sao đấy anh? Và bây giờ có một ông ở bên anh, nó vào hệ thống, nó thấy một file là chấm lốc. Chấm lốc thì nghĩ là mẹ không quan trọng, xóa mẹ đi, dọn dẹp vào xử lý, thấy chấm lốc và xóa đi. Em có biết là họ xóa nhầm gì không? Họ xóa nhầm redo lốc, chết luôn database. Xóa nhầm redo lốc, chết luôn database. Đó, đấy bởi vì bản chất chúng ta học, đọc, chúng ta chỉ biết, không biết là à, data file thì giữ, mấy file phải cần gì, không phải thế. Chúng ta luôn bị bức tường chặn trên ở đây. Có nhiều người thì lại bị trường hợp là thấy ở Kylox không cần thiết, xóa đi. Hệ thống vẫn chạy, đúng, hệ thống chính ở bên ngoài này, nó vẫn chạy. Nhưng mà hệ thống dự phòng chết mẹ luôn, nó không đồng bộ nữa. Xóa đi, chết vào Golden Gate. Đó, đây chính là cái việc chúng ta đi cứ bị một bức tường chặn. Và tại sao khi cái tôi tìm người WHO này, nó họ cho tôi một cái bức tranh to hơn, tôi gắn kết được các thứ với nhau, thì lập tức tôi cảm giác là mỗi ngày lần tôi học, tôi đọc đâu mà tôi đi nó nhanh kinh khủng khiếp. Ngoài hai cái thằng này ra thì khi tôi đọc tôi mới là à, ở trong những cái hệ thống lớn, dữ liệu lớn ấy, nó không chỉ có một data file được, nó phải có nhiều data file chứ, đúng không? Tại sao có nhiều? Đây này, Kylox có nhiều này, dữ liệu sinh ra nhiều mà, Kylox có nhiều này, thì thằng nào cũng có thể nhiều chứ, đúng không? Thằng nào cũng có thể nhiều, vậy thì thằng data file này cũng có thể có nhiều. Đấy, mình tự có thể suy luận ra luôn, không có chuyện mà nó không nhiều được, nó cũng có thể có nhiều. Tôi ví dụ với một data file nữa, dữ liệu nó đang ít hơn, dữ liệu đang ít hơn, nó chỉ có một vài cái page chứa dữ liệu này thôi, thì cũng là data file. À vậy khi trong hệ thống mình có nhiều data file, data file 1, data file 2, data file 3, thằng này là 1, thằng này là 2. Vậy thì làm sao thằng hệ thống này nó biết được các data file này có thể nó ở giải rác chỗ khác nhau? Làm sao nó biết được nhỉ? Nó sinh ra một cái thằng để nó quản lý được vị trí của data file đấy ở ngoài kia như thế nào. Nó đẻ ra một thằng nữa. Đấy, nó đẻ ra một bố. À, bố này vẽ giống data file, tuy nhiên ông này không phải data file. Ông này là control file. Control file này đơn giản, nó cho ta biết các thông tin, ví dụ như là file 1 nằm ở đâu, file 2 nằm ở đâu. Nó cho ta biết các thông tin của ông này, à cái thằng redo doc 1 nó nằm ở đâu. Cái thằng đúng không? Redo 1 ở đâu? Redo 2 ở đâu? Tức là gì? Nó cho ta biết các file ở trong hệ thống này nó nằm ở chỗ nào. Đấy, nó trỏ đến các file trong đây. Đấy. Đây chính là tấm bản đồ. File này bản thân anh em cứ hình dung nó là tấm bản đồ của toàn bộ hệ thống. Tôi từng đi xử lý những sự cố mà hệ thống mất thằng này. Cái file này là file rất nhỏ thôi anh em. Cái file này là file rất nhỏ, nó chỉ vài chục mê thôi. Nhưng khi không có thằng này, toàn bộ hàng chục tê ở đây nó là vô nghĩa. Nó giống như nó chỉ có một vị tướng thôi, nó cầm hàng ngàn quân, mất tướng thì bại trận. Đó, tôi từng đi xử lý những sự cố hệ thống quan trọng và tèo mất ông này. Đó, người ta cứ nghĩ là mất một file nhỏ xử lý không, 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 không. Trả rất nhiều tiền. Trả tiền chứ, để tôi khôi phục một file nhỏ này thôi. Bởi vì đơn giản thôi, ta hiểu hết tất cả mọi thứ, ta hiểu nó có giá trị gì, đúng không ạ? Ok anh em, control file biết tất cả mọi thứ này. Và đây là những cái file quan trọng anh em cần biết. Đây là những file quan trọng thôi. Nó còn những cái file khác liên quan đến tham số, cấu hình các thứ. Nhưng
tôi có thể nói qua để anh em có thể biết mọi thứ nó trọn vẹn, tổng quan các file là gì. Thì nhân tiện tôi nói luôn cho anh em. Đúng, anh em còn nhớ không? Cái chỗ này là thằng memory đúng không? Đúng rồi, đây này, bố này memory đúng không? Vậy thì anh em hãy hình dung có một cái nội dung gì, cái file gì đó để quy định được rằng cái bao nhiêu phần bộ nhớ được cấu hình cho vùng này, đúng không? Nếu không làm sao biết là vùng này to hay nhỏ, bao nhiêu bộ nhớ, có file gì đó để ghi các thông tin cấu hình. Đấy, thì có một file là gọi là parameter file. Đấy. Memory như thế nào, process làm sao. Đấy, cấu hình ABC ghi Z gì đấy, tất cả ông này gọi là parameter file. Parameter file nó liên quan đến cấu hình của tất cả, liên quan đến bộ nhớ hoạt động hiệu năng như thế nào thì liên quan đến ông này, đúng không ạ? Parameter file ký hình ông này. Rồi. Backup file các thứ thì password file thôi không quan trọng. Anh em chỉ cần nhớ bốn ông này thôi. Bốn ông này là những ông nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái database đấy. Thì anh em mình cần nhớ. Và hãy chia ra để anh em biết đây là memory đúng không? Thì bên dưới đây là memory anh em thấy không ạ? Phần bên trên là memory, thì phần cả cái cục bên dưới này nó là trên vật lý, trên đĩa, trên disk. Ông này nằm trên hệ điều hành. Ông này nằm trên hệ điều hành, khi mất điện thì còn. Bố này trên bộ nhớ để nó nhanh, mất điện là mất. Ok. Vậy thì hóa ra cái database của tôi nó hoạt động như thế này. Nó hoạt động toàn bộ như thế này. Vậy thì lúc này tôi mới xem là ok ok, mình bắt đầu mường tượng hoạt động rồi. Vậy thì quay trở lại cái output. Quay trở lại cái output. Mình vẫn chưa hiểu mấy bố này. Mấy cái thằng mẹ cluster này nó liên quan gì ở đây? Quay trở lại output này thì đặt ra câu hỏi thôi. Nếu mà có quá nhiều database như vậy thì cái data file này nó chứa ở đâu? Control file này chứa ở đâu? Parameter này chứa ở đâu? Redo ở đâu? Ở trong cái môi trường nhiều như vậy. Đơn giản, đúng không? Chúng ta tìm vấn đề đấy để trả lời là xong. Hiểu một phát, hiểu luôn từ cái đơn giản này đến cái nâng cao. Có rất nhiều người mãi mãi về sau mới học về Rack, học về Cluster. Ngay từ đầu tôi học tôi đã có thể nối tất cả mọi thứ với nhau. Nằm ở đâu? Rất đơn giản thôi. Sau khi đọc xong tôi mới thấy một điều rằng khi nguyên lý là gì ạ? Nguyên lý bây giờ nếu có một thằng người dùng. Đấy, nếu có ông người dùng ở đây, ông ấy muốn làm việc với thằng database, đúng không? Ông ấy muốn làm việc với database, ông bảo rằng database, bây giờ mày select anh Huy cho tao, đấy, tìm tất cả những anh tên là anh Huy cho tao. Anh Huy sẽ nằm ở đâu đó trong database này. Thì rõ ràng nó phải đi qua một vùng nào đó là vùng memory. Và thằng memory này nó sẽ làm việc với một vùng dữ liệu, data file gì đấy để nó lấy dữ liệu, đúng không? Vì nó là nguyên tắc rồi. Nó là nguyên tắc của thằng này rồi. Thằng này cũng không khác gì. Vậy bây giờ anh em có thấy thằng Oracle Rack này nó hoạt động như thế nào? Sẽ hiểu ngay lập tức. Với mô hình cluster thì khi học của tôi ấy, thì tôi bắt đầu từ mô hình nó cluster, nó đơn giản tối thiểu nhất, tức là hai database. Khi tôi hiểu hai database rồi thì sau này tôi cũng sẽ hiểu được các thằng nhiều hơn. 4, 5, 6 trong những dự án tôi làm thì thằng cao điểm nhất đó là 6 database, 6 nốt là thằng cao điểm nhất dự án của tôi. 6 nốt là một ông ở Singapore. Còn lại ở Việt Nam thì đa số là 2 nốt hoặc 4 nốt. Có một rất ít bên nó dùng 3 nốt nhưng mà cọc cạch nó bị vấn đề. Chút nữa có thể tôi sẽ có thể nói qua anh em một chút kinh nghiệm về cái số nốt nào thì ngon, nốt nào thì lỏng. Đây, ví dụ rõ ràng là nó làm với memory, anh em nhớ không? Người dùng nó làm với memory đấy. Vậy thì memory ở đâu? Memory ở đâu? Tôi sẽ paste cho người dùng ở đây. Thế tôi có một người dùng, ông muốn tìm ông Huy. Hãy nhớ đây là memory này. Hai cái thằng tiếp xúc này là hai thằng là memory. Data file nếu tại sao data file nếu chứa ở đây, OS mà, nếu nó chứa ở đây, giả sử data file ở đây thì data file làm sao chứa ở đây được? Thế thì chết, thế thì lỗi. Thế nên là trong cái mô hình Rack này, bản thân là data file nó chứa ở một chỗ khác.
data file nó chứa ở một vùng hoàn toàn riêng biệt, và vùng này nó được nối chung của hai ông này vào đây. Tức là hai ông này cùng lấy chung data file này, lấy lên vùng bộ nhớ của mình để xử lý. Nó chỉ coi như là tăng gấp đôi bộ nhớ thôi, bởi việc chúng ta dùng hai server. Bản chất hai ông này chính là hai server. Và việc dùng hai server thì nó chúng ta có dùng gấp đôi số CPU, gấp đôi số RAM. Được chưa? Những cái lưu trữ thực sự data file thì nó phải cấp phát một thiết bị riêng cho việc lưu trữ này. Và thiết bị lưu trữ này nó gọi là SAN. Đấy, người ta phải bỏ tiền mua con SAN để hai con có thể cùng chọc vào, cùng đọc ghi vào một data file được. Đấy là mô hình rack bản chất như vậy. Thì lúc này tôi mới hiểu, hóa ra thằng rack nó nằm ở đây, và data file cái mình vừa học kiến trúc ấy nó nằm ở giữa. Rồi, ok. Thế nhưng mà thế vậy thì cái dữ liệu tôi mới tìm hiểu thêm, nếu mà bây giờ nhúc một cái, bây thằng người dùng nó truy cập vào đâu nhỉ? Nó mới vào ông này để nó lấy dữ liệu. Thì tôi đọc thêm, tôi tìm hiểu ra, vậy thì muốn truy cập rõ ràng, nó bảo cluster, tức là thằng người dùng họ không nhìn thấy đây là hai con database đâu, họ chỉ nhìn thấy một địa chỉ duy nhất thôi. Giống như cái việc là chúng ta có một ngôi nhà, trong ngôi nhà đấy, đúng không? Trong ngôi nhà đấy nó có hai tầng đi, hai tầng có hai người khác nhau, nhưng khi chúng ta gửi thư đến thì vẫn là một địa chỉ nhà thôi, nó không thể là hai địa chỉ nhà làm gì cả. Thì tương tự thằng Oracle Rack này nó cũng đưa ra một địa chỉ duy nhất, một địa chỉ IP duy nhất. Một cái IP, địa chỉ IP thôi. Để làm gì? Để thằng người dùng này khi kết nối đến để nói chuyện, nó gửi yêu cầu đến ấy, thì nó gửi đến một thằng thôi. Đấy. Và cái việc phân bổ như thế nào là do thằng hệ thống tự động phân bổ. Có thể là ông này, cũng có thể là ông này. Tùy nó phân bổ. Chính là việc nó cân bằng cái tải kết nối đến. Và cái tư duy này nó rất giống với tư duy ở các hệ thống cân bằng tải, ở những cái hệ thống lớn chẳng hạn, bao giờ phải có cân bằng tải, ứng dụng nó chia các kết nối ra, cũng thế thôi. Đến đây tôi đặt câu hỏi là, thế nếu mà nó lấy dữ liệu ở đây, bộ nhớ ở đây, nhưng vậy thì giả sử cái vùng bộ nhớ dữ liệu tôi đã có trên đây rồi thì phải làm sao? Thì đọc kiến trúc ra, tức là hai bộ nhớ này nó tương tác với nhau như thế nào ấy. Khi có hai vùng bộ nhớ thì nó đẻ ra, hóa ra trong thằng Oracle Rack nó cực kỳ quan trọng bậc nhất luôn. Tất cả mọi người học hay làm Oracle Rack, nó có một điểm quan trọng bậc nhất, nếu không biết đấy là chết. Không biết cái thằng đấy là rất nhiều dự án đứt, rất nhiều dự án chậm, đầu tư nhiều tiền cũng chết. Nó nằm ở thằng này. Rõ ràng nó có phải có một cái kênh gì đó để nó truyền dữ liệu qua lại giữa hai bố này. Đấy, nó có một cái dây này. Cái dây này nó gọi theo một thuật ngữ, nó là đường interconnect, hay gọi là đường private interconnect. Đường này đường cực kỳ quan trọng. Anh em hãy lưu ý cho tôi, đường này đường bố của quan trọng, nhưng không phải quan trọng, nó chỉ đáng con nó thôi. Nếu đường interconnect này mà chập chờn, mà mất ngôi tin, hiệu năng giảm khủng khiếp, và nó có thể xảy ra các sự cố. Tôi tự đặt câu hỏi là nếu xảy ra này sự cố gì? Sự cố là một trong hai thằng này bị reboot. Sự cố là không bật được một trong hai thằng này. Có rất nhiều sự cố xảy ra bởi vì được interconnect. Tôi đã trực tiếp xử lý cho kể cả nhà mạng, kể cả ngân hàng, kể cả chứng khoán, đều có khách hàng dính sự cố về interconnect. Và với những anh em làm những đường interconnect này, nó có một khuyến cáo đặc biệt của hãng. Đặc biệt luôn là cái đường interconnect này nó phải là đường riêng, tức là phải cắm vào một con switch riêng. Đấy, khi triển khai anh em mình nếu đọc thì anh em sẽ thấy, đúng không? Nếu anh nào muốn triển khai hãy lưu ý đọc kỹ đường interconnect cho tôi. Rồi, bây giờ tôi nói ra cũng chắc cũng mất nhiều thời gian của anh em. Đỡ. Đấy, tôi chỉ lưu ý với ông triển khai đấy, được chưa? Lưu ý có interconnect, nó có khuyến cáo riêng của Oracle cho việc này. Ok. Vậy thì đây là mô hình của Oracle Rack. Tôi hiểu rằng hóa ra rack là như thế. Vậy các mô hình này nó chỉ là nhân bản lên thôi. Ba nốt thì sao? Ba nốt như tôi vẽ ở đây anh em thấy không ạ? Tại sao được vẽ là có hai cái vòng ở đây? Anh em hãy để một chút. Tất cả các nốt này nó đều phải nối với nhau. Nốt 1, nốt 2 và nốt 3 nó đều phải được nói chuyện với nhau. Nốt 1 phải nói chuyện nốt 3, nốt 1 phải nói được với 2, 2 phải nói được 3, tất cả. Vậy thì số nốt càng tăng lên thì thực sự ấy, cái độ phức tạp của truyền dữ liệu ở giữa của thằng giải thuật Oracle tìm dữ liệu ở giữa này nó càng khó.
Nên không phải cứ tăng số nốt là tăng hiệu năng đâu. Có nhiều trường hợp tăng số nốt hiệu năng nó cũng gặp vấn đề. Đấy. Và theo cái kinh nghiệm dự án của tôi ấy, là kinh nghiệm của dự án tôi là thường số nốt lẻ. Tôi gặp rất nhiều dự án số nốt lẻ 3 chẳng hạn. Thường chạy sedan 2 hoặc 4. Đó, theo kinh nghiệm, chia sẻ một chút cho anh em về kinh nghiệm ở chỗ này. Ok, vậy thì gói gọn lại ở đây cho anh em thấy một cái mô hình. Đây là chi tiết của Oracle Rack nhé. Oracle Rack, Rack bản chất là viết của RAC này. Đấy, anh em ạ. Oracle Rack. Với thằng này thì chi tiết xong đây. Đây là tất cả anh em sẽ thấy với người hưu của tôi. Lúc bắt đầu cách tôi học, cái anh đấy, cái người hưu đấy của tôi cho tôi biết được rằng mô hình tổng quan. Và từ mô hình tổng quan này tôi học được rất rất nhiều điều liên quan đến Oracle. Chốt lại một điều, cách học của tôi cực kỳ nhanh, học 1 biết 10, học 1 thậm chí hơn cả biết 10, tùy vào cái anh em vận dụng thế nào. Tìm ông hưu 10 thì anh em chỉ biết 5-7, tìm ông hưu level 100 thì biết 20-30 là bình thường, tìm ông hưu 1000 thì biết vài trăm là điều đơn giản. Đấy, thì có mấy cái thì chốt lại để anh em nhớ. Một là hưu, thứ hai là bắt đầu từ output. Cái điểm cuối cùng mình cần đến là gì? Đừng có tập trung vào theo kiểu 1000 ông, mẹ đi từ dễ đến khó. Cứ hỏi vì sao mình lẹt đẹt, cứ hỏi vì sao mình vướng mắc. Nhớ nhá, hai cái này là hai cái chốt. Mẹ tôi chốt lại hai câu rồi thôi cho anh em dễ nhớ. Đơn giản, tôi gọi một cái đơn giản dễ hiểu cho anh em. Cách anh em mình tạo kiến thức ra tiền cũng bắt đầu từ việc cách tiếp cận cái tư duy gì ở đây. Tôi luôn bắt đầu từ tư duy, không bắt đầu bởi việc cắm đầu làm chăm chỉ. Bởi vì tôi đã nhìn thấy rất nhiều hình mẫu của người đi trước mình cắm đầu làm chăm chỉ nhưng không đạt kết quả. Nếu chăm chỉ mà tạo ra kết quả khác biệt thì không bao giờ có ngoài kia. Có rất nhiều người họ bất mãn, có rất nhiều người họ không thể đột phá được. Không phải họ không chăm chỉ. Tôi nhìn thấy họ có làm mà, có làm ngày làm đêm mà. Đúng không? Thì tôi nhận ra một cái điều này, cái tư duy này. Tư duy mới là cái cực kỳ đáng giá, đáng tiền. Nhiều người cứ chỉ đi học chuyên môn, tư duy mới là cái đắt tiền khủng khiếp. Đây là một đồ thị mà khi anh em mình biết và nhận ra điều này, anh em sẽ rất khác trước đây. Trục này là trục thời gian, trục này là trục thu nhập đi, vẽ tiền cho nó dễ hiểu. Tôi quy ra những cái gì mà mình tiêu được. Đại đa số ở những cái người bạn của tôi hoặc những người mà người anh chị tôi quan sát được, họ nghĩ rằng chúng ta tăng thu nhập theo cái dạng này. Tức là gì? Họ cố gắng học chuyên môn tốt hơn theo thời gian. Bởi vì chuyên môn tốt hơn thì sau đó thì tiền sẽ tăng lên. Và họ tìm cách tăng tiền. Nó đôi khi mỗi lần lúc này nó tăng khoảng 10%, tăng 15%, tích. Tăng này có thể là do tăng lương, có thể là do nhảy việc. Và rất nhiều người đại đa số mà tôi gặp, bạn bè tôi gặp ấy, họ định nhảy việc. Đấy, đây là cái cung đường nhảy việc. Tôi gọi là nhảy việc. Đấy, nhảy việc, nhảy tăng cái kiểu này. Nhưng tôi thấy cái output này tôi không mong muốn, bởi vì output này nó thấp quá. Nếu mà đi đến khoảng 10 năm hoặc hơn 10 năm càng thì nó bị chững lại. Thực ra đến đoạn nhảy nó có đoạn nhục anh em ạ. Nhảy nó không tăng mãi được. Nhảy về sau mẹ đến đây nó đi ngang mẹ thấy mới cay. Đấy, tôi không muốn nó sợ điều xảy ra. Tôi, mô hình của tôi ngay từ đầu tôi đã thiết kế để tôi đi một đường khác. Mô hình của tôi nó như thế này. Lúc đầu thì tôi thấp hơn họ, nhưng mà tôi lại cong. Đến thời điểm tôi sẽ cong hẳn lên như thế này. Và khoảng cách càng đi thì ngay từ đầu tôi đã thiết kế để càng chênh lệch. Lúc ban đầu, một thời gian rất ngắn ban đầu thì nhìn là tôi thua đứt đuôi con nòng nọc. Thời điểm này chẳng hạn thì đúng là thua đứt đuôi. Nếu mà lương ban đầu họ có thể cao gấp đôi thôi, cao gấp rưỡi thôi. Nhưng càng về xa, đến đây gọi là đến điểm, tôi hay gọi là quả cầu tuyết của tôi, đến điểm rồi, đến điểm bùng phát rồi thì mọi thứ nó sẽ đi lên. Và đây mới là lúc mà tôi có thể vượt rất nhiều ngưỡng, rất nhiều người ta.
một cái câu chuyện mà trước đây tôi đã từng chia sẻ ở trên kênh YouTube hoặc là ở những cái sự kiện public thì tôi chia sẻ. Đó là thời đầu của tôi, những năm tôi làm ở MSB. Thì thời điểm đấy tôi làm trên công ty và tôi vẫn rất là máu chiến. Cái ngân hàng MSB đấy, ngân hàng Hải đấy, nó có một công ty con tên là M1Tech. Và công ty đấy tạo ra được phép nhận dự án bên ngoài. Và họ nhận một dự án cho ngân hàng BIDV. Là tôi xin là bây giờ cho em làm cả MSB, cả BIDV đi. Em không cần tăng lương. Anh chẳng trả hết. Em làm gấp đôi công việc thôi. Và tôi sang được dự án BV tôi làm. Các sếp đồng ý ngay, tội gì không nhận. Thằng này nó lại nhiệt tình mà không cần tăng lương cho nó chơi hết. Sang BIDV đấy thì tôi được làm trong một cái đội dự án. Và lần đầu tiên tôi thấy có người lương trên 5.000 đô. Hơn 5.000 đô. Thì tôi vẫn nhớ là đi ăn trưa với anh ấy, ngưỡng mộ kinh khủng khiếp. Anh ấy hồi đấy vẫn hỏi là bây giờ có một em làm giao dịch viên rồi đấy, nói chuyện là lương em bao nhiêu. Em bảo lương em 5 triệu. Ông anh bảo lương anh một tháng gấp hơn 20 lần lương em. Úi dồi ôi. Cuộc đời anh em là hồi đấy nhìn anh em quá ngưỡng mộ luôn, cực kỳ ngưỡng mộ. Những con đường kiểu đấy tuyệt vời. Nó con đường tuyệt vời. Tôi cũng mong rằng một ngày nào đó mình cũng phải lương trên 5.000 đô. Và chính những cái điều mục tiêu xa vời khao, tức là tôi muốn cái output nó cao như vậy. Tôi không muốn nhảy từng nấc. Nên tôi bảo và đây mới là đồ thị mình phải đi. Nên tôi thiết kế nó phải đi theo đường như thế này. Vậy làm thế nào đi theo con đường này đến có thể vượt qua? Tôi thể khẳng định luôn, tại thời điểm này tôi vượt xa rất nhiều so với kỳ vọng tôi. Vượt xa rất nhiều lần. Kỳ vọng tôi chỉ ở đây rồi. Tôi vượt xa mẹ cô mẹ quá mẹ cả cái đô thị này rồi. Bởi vì đến một ngưỡng nó chạy không phanh được. Không thể phanh được. Và bây giờ tôi chia sẻ cho anh em gốc rễ của cái không phanh được là gì. Toàn bộ cái điều này nó nằm ở một cái hạt nhân. Hạt nhân đấy thể hiện một chữ giá trị lớn hơn rất rất nhiều lần so với tiền. Đây là thứ anh em cần phải biết. Tôi chỉ khác biệt mỗi một chỗ này thôi mà tôi đã tạo ra được một kết quả không ngờ được so với chính bản thân mình và không ngờ được so với rất rất nhiều người bạn của tôi. Giá trị nhiều hơn rất nhiều lần so với tiền. Tức là sao? Rất nhiều người hồi đấy tôi có những người bạn của tôi mà bây giờ anh em nhảy vào một công ty phát là cái đầu tiên anh em quan tâm đến là tiền bao nhiêu. Bao nhiêu tiền. Cứ vào công ty là đặt câu hỏi bao nhiêu tiền thì vào. Còn góc nhìn của tôi đã xác định luôn từ hồi đầu tiên tôi đi cho đường cong rồi mà. Nên hồi đầu tiên của tôi chỉ quan tâm đến giá trị mà thôi. Tiền thấp không phải vấn đề. Và lợi thế nhất của tôi là tiền thấp. Đấy, một trong những bí mật kinh khủng của tôi là tiền thấp. Tiền thấp tức là thế nào? Tức là cái tiền của tôi nhận được ở đây này thấp hơn nhiều so với giá trị tôi tạo ra. Đây là một quan điểm, một tiêu chuẩn. Tiền tôi sẽ nhận luôn thấp hơn nhiều lần giá trị mà tôi nhận ra. Và khi thế thì tôi muốn tăng tiền bằng cách đơn giản. Không phải tự nhiên tôi đòi tăng tiền. Không phải tôi nhảy việc tôi đòi tăng tiền. Tôi tìm cách tăng giá trị của mình. Tự khắc tiền đến. Cái điều này thể hiện rõ rệt luôn ở cái câu chuyện tôi làm với cả MSB và BIDV. Tại thời điểm đấy tôi không được tăng lương. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ như in là cái năm đấy, năm 2014 ấy, thì tôi vào MSB lúc đấy là nếu không tính thử việc, không tính thử việc thì tôi không đủ 6 tháng. Và thời điểm cuối năm thì anh giám đốc trung tâm, tôi đến nói chuyện với anh giám đốc trung tâm nói rằng năm nay mày làm rất nhiều dự án. Tôi làm gần như toàn bộ các dự án của MSB. Tôi nâng cấp data warehouse, tôi nâng cấp hệ thống, tôi tối ưu hệ thống, tôi triển khai rất nhiều hệ thống đấy. Và tôi vẫn làm hoàn thành ở BIDV nữa. Tôi mang hàng tiền tỷ, tính ra rất nhiều tiền về cho ngân hàng, cho cái công ty đấy. Và anh ấy nói rằng ở công ty đó thì có một cái quy tắc, ông nào vào mà không được, tức là phải trên một số tháng, 7-8 tháng thì dưới 6 tháng thấp quá. Chính thức mà 6 tháng đổ xuống là quá thấp, không thể xét loại xuất sắc được. Loại xuất sắc hồi đấy tôi vẫn nhớ là A0. Mẹ quên mất không chụp cái ảnh ở đấy, mẹ không chụp lại bây giờ khoe anh em.
được A không? Thì mày đen quá, lại lại với vào lại không đủ, không đủ hết từ việc đâu 68 đâu. Anh ấy trêu thế. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn đạt xuất sắc. Tức là khi giá trị mình tạo ra vượt trội thì mình vẫn sẽ ngon. Và mình ngon không chỉ ở cái tiền, mình ngon bởi vì tất cả những người đã làm việc với mình, họ sẽ nhớ mình. Họ đều biết là thằng này làm việc nó giá trị cao hơn. Đây mới là tiền. Đấy mới là tiền. Cái việc mà một công ty họ ra một quyết định, họ ra một quyết định rằng ông này xứng đáng được thưởng, xứng đáng nhận sự xuất sắc. Đấy là tiền chứ không phải cái tiền thưởng. Đó, tôi muốn nói rõ cái góc nhìn của tôi là như vậy. Giá trị lớn hơn nhiều lần tiền. Đây chính là một trong những thứ mà khiến tôi tạo được kết quả ngày nay. Và thực sự trong rất nhiều năm rồi tôi đều chia sẻ cái gốc rễ cho mọi người. Tôi rất mong muốn anh em sẽ đi theo cách thức này. Vậy thì tất cả sản phẩm anh em mình sẽ làm tuyệt vời. Và dĩ nhiên rồi, khi tập trung vào giá trị, buộc lòng mình phải giỏi lên. Mình không còn góc nhìn như trước nữa. Tức là như thế nào? Anh em hãy hình dung đây là cách mà đám đông họ đang làm. Một đám đông họ đang làm như thế này. Hãy tưởng tượng đây là hai công ty, công ty A và công ty B. Và đây là chúng ta. Anh em là những ông đứng bên trước đây. Đấy, anh em mình đây. Lúc đầu thì mình nằm trong công ty A. Mình làm một thành phần ở trong công ty A. Và khi ở trong công ty A, hồi đấy thì mình có nhu cầu mình tăng tiền mà, đúng không? Nhu cầu là kiếm tiền mà, tăng tiền mà. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng à, cách kiếm tiền là có vẻ thằng công ty B nó ngon hơn đấy. Tiền nó cao hơn đấy, ngon hơn đấy. Mình sẽ mục tiêu của mình là em chuyển sang công ty B. Đó, rất nhiều người có mục tiêu là bây giờ em không làm nữa, em không làm ngoài nữa. Kỳ vọng của em một ngày nào đó em sẽ chuyển sang công ty B. Cái việc này không vấn đề gì hết, không phải cái điều gì sai cả. Hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng nếu chúng ta coi rằng cái cách chúng ta chuyển từ một công ty này sang công ty khác là cách duy nhất chúng ta kiếm tiền, và chúng ta cứ nhảy mãi, nó mới là vấn đề. Còn cái việc chuyển thì không phải vấn đề nhé. Hãy nhớ kỹ bản chất của vấn đề ở đây. Với những người cứ nhảy mãi về này, bản chất họ đang gặp phải một thứ, đó là tư duy về mandate. Tức là mọi thứ họ đang kiếm tiền theo kiểu nhảy, họ, em nhìn những kiểu nhảy này, là họ đang làm theo mandate. Mandate tức là thế nào? Mọi cái thứ quy tiền của họ ấy, họ đều quy ra công sức lao động, số thời gian, số tháng làm việc. Và chúng ta muốn ngon không bao giờ được làm theo tư duy mandate. Với tư duy mandate, khi họ nhảy sang đây, muốn cách tăng tiền công ty B sau này nó ấm rồi, họ chỉ còn cách là họ nhận thêm các việc bên ngoài, các job bên ngoài vào đây. Họ nhận thêm các job bên ngoài họ làm, và họ mất hết thời gian, họ không còn thời gian nào khác. Khi mất hết thời gian đến một ngưỡng, bản chất không thể làm thêm được mà, nó sẽ đi ngang. Và đến một ngưỡng đi ngang thì có thể nó đi xuống cơ, bởi vì lúc này công lực của họ không lên, thời gian trôi qua nhưng năng lực của họ không lên. Giá trị họ đem ra đến một ngưỡng nó thấp hơn tiền ngày ông cứ to ra nhé, nhưng giá trị không tăng. Đến một ngưỡng cái này giá trị còn sấp xỉ hoặc nhỏ hơn, lúc này là thời điểm họ rơi vào một cái hố, họ đứt ở đấy. Đây là sự rủi ro. Và khi chúng ta có một góc nhìn là nhìn từ output, nhìn về trong điểm tương lai, mình thấy trước tương lai rồi, thì chúng ta mới hành xử ở hiện tại. Chúng ta sẽ làm khác đi rất nhiều lần. Đây chính là lý do tại sao tại thời điểm đầu tiên của tôi luôn nói rằng lương thấp đó là một lợi thế cạnh tranh. Rất khó cạnh tranh với tôi khi tôi lương thấp hơn nhưng tôi làm ngon hơn. Thế thì làm sao mà công ty không tuyển tôi? Chẳng công ty nào không tuyển tôi khi tôi đưa ra một cái lời đề nghị quá thơm như vậy. Anh em còn nhớ tôi làm cả MSB và tôi sang BIDV không? Tôi đề xuất là em không cần tiền, bất kỳ tiền tăng thêm nào, em chỉ cần được làm thôi. Tức là gì? Trong thời điểm ấy tôi chọn giải pháp hết sức đơn giản. Em hãy nhớ tại công thức của tôi lúc này nhé. Tiền của tôi giữ nguyên, tôi giữ nguyên, không đổi. Nhưng giá trị tôi cho công ty là tăng liên tục, tăng liên tục, tăng liên tục, tăng liên tục, đúng không? Tôi làm đó. Thế vậy chẳng có lý do gì mà tôi lại không được nhận cái cơ hội đấy cả. Nhưng khi tôi được làm cái cơ hội đấy thì giá trị của tôi càng ngày càng tăng. Giá trị của bản thân tôi cũng tăng. Tôi có nhiều trải nghiệm hơn và tôi có nhiều mối quan hệ hơn.
tôi có nhiều bảo chứng uy tín cho tôi hơn. Bởi vì tôi nhìn ở cái tầm này này, ở cái tầm này nó cần những cái thứ đấy, chứ nó không phải nó chỉ cần một thứ nhỏ nữa. Tôi nhìn ở đây, nên mặc dù quyết định ở đây của tôi ra rất đơn giản, tôi thắng rất nhiều dự án bởi điều này. Nếu em hỏi cách tôi kiếm tiền thế nào, đây chính là bởi cái khúc này. Tôi đánh bại rất nhiều người giỏi hơn tôi. Tôi đánh bại rất nhiều người CV ngon hơn tôi chỉ bởi cách giá trị tôi cho vượt trội hơn tiền. Thời điểm đầu tiên giá trị tôi chưa đủ cao, tôi chấp nhận tiền thấp. Thấp cũng được, không cần tiền cũng chơi. Không cần tiền cũng chơi. Wow, đấy là những thứ mà mọi người sẽ không ngờ được. Em không thể ngờ được đâu. Tôi có thể kể cho anh em cách tôi khi tôi có giá trị tôi kiếm tiền như thế này. Anh em có thể hỏi rằng tại sao Huy, tại sao mày có thể làm những video, mày nói chuyện được rất là mạch lạc, tại sao mày có thể đứng trước tôi có từng đứng trước những ngân hàng 700-800 người, tôi nói, tôi chia sẻ không vấn đề gì cả, không áp lực mà tôi nói đều rất là ngon. Tại sao mày làm như thế? Không có gì giấu anh em hết. Bởi vì tôi đã từng trải qua những cái việc tìm mọi cách để tôi tăng giá trị bởi việc đó. Những cái lần đầu tiên tôi nói, tôi chia sẻ về một nội dung gì đó, nói thật với anh em là cũng rất là chối. Không được thế này đâu. Tôi nhớ là cái lần đầu tiên mà tôi dạy học đi. Tôi nói đơn giản là tôi dạy học. Tôi dạy học và tôi kiếm tiền từ việc dạy. Thế cho nó dễ. Tôi có một khóa học đó, nhưng mà không có học viên. Thế bị cay. Có khóa học, tôi dạy vì cái gì? Tôi dạy bởi cái ông này. Đấy. Tôi lấy kiến thức đây, tôi có kiến thức là tôi dạy. Và tôi kiếm tiền. Đấy. Tôi có kiến thức rồi, bây giờ tôi kiếm tiền mà. Tôi kiếm tiền. Thì cách kiếm tiền của tôi lúc đấy là đơn giản thôi, tôi sẽ đi dạy. Dễ nhất với tôi lúc ấy, tôi chẳng biết cách nào tôi đi dạy. Nhưng mà không ông nào để cho tôi là học viên của tôi. Biết ông Huy ông nào đâu, mẹ trẻ măng. Chẳng biết ông nào với ông nào cả. Hồi đấy thì tôi vẫn nhớ như in cái học viên của tôi đó là tôi với một ông bạn nữa, tôi với một người bạn nữa. Sau đấy người bạn đấy cùng thành lập công ty với tôi. Tôi cho anh em xem cái... Đây là tôi cùng hai người anh em thành lập công ty với tôi, trải qua những cái quãng đường rất là chiến đấu ngày đêm cùng tôi. Thì hồi đấy tôi cùng với một người anh em trong đây là hai anh em đi dạy. Đấy, và mãi cuối cùng mẹ đăng các kiểu và điều thì có một học viên rồi. Ngon, đã có học viên. Có học viên rồi. Tuy nhiên học viên lại không có tiền, tiền ít quá. Tiền quá ít. Thế bây giờ làm sao mà ông ấy học đây? Mà bây giờ có những hai ông thầy, lại một ông trò. Thế vậy thì khó quá nhỉ. Thế quyết định hồi đấy của tôi là thế vậy thì một thằng phải biến thành học viên. Tức là đấy coi như là học 2 kèm 1 đấy, nhưng mà một ông biến thành học viên để coi như là một bạn cùng tiếng với thằng kia. Đấy nó học đấy. Và tôi lúc đấy là tôi biến thành học viên. Đấy, ông bạn tôi dạy và tôi biến thành học viên. Và tôi đặt những câu hỏi để tôi khai phá những cái cách sâu hơn để cho cái ông kia, cho ông bạn kia của tôi. Sau về sau cái ông bạn của tôi cũng làm về DataWay. Đấy, tôi và anh em đồng hành. Tôi vẫn nhớ là cái đợt đấy tôi cực kỳ buồn cười luôn. Học viên tôi hỏi là bây giờ anh em mình dạy ở đâu nhỉ? Dạy ở đâu để kiếm tiền? Làm gì có lớp học đâu? Thằng nào có lớp thuê đủ tiền thuê lớp đâu? Thì quyết định bảo học viên là thôi bây giờ tôi đến tận nhà ông tôi dạy. Đến tận nhà. Đó, thế là cái ông kia ông bạn tên là Tuấn. Tuấn nó mới bảo, Tuấn bằng tuổi tôi luôn, ba thằng bằng tuổi nhau. Tuấn bảo là bây giờ ông công ạ, nhà tôi không có bảng, thì bây giờ dạy thế nào? Thế là quyết định bọn tôi là vác cái bảng. Tôi nhớ như in là hai thằng đi cái xe máy, mẹ vác cái bảng ở giữa, mẹ chở đến nhà ông Tuấn. Tôi đặt mẹ đấy, mẹ đi từ nhà mình đến nhà nó mẹ mười mấy cây, chở cái bảng ở đấy, cắm cái bảng ở nhà đó mẹ để đấy, khi nào học xong thì tôi bê về. Đó, tôi dạy những cái buổi đầu tiên như thế đấy. Có một vài triệu thôi anh em. Dạy bao nhiêu lâu mà có một vài triệu. Đó, nhưng nó thực sự là quý giá. Nó cho tôi những cái bước đà đằng sau. Đó. Và cái việc kiếm tiền của tôi tất cả nhờ tư duy, tôi không quan trọng tiền lúc ban đầu. Tôi chỉ quan trọng giá trị. Tôi chỉ quan trọng rằng cái ông Tuấn kia, bây ông học tôi, ông hiểu gốc rễ không? Ông làm không? Mẹ đúng đi học làm luôn. Làm đúng làm con chết luôn, bởi vì học từ gốc rễ. Và cách học đấy nó đi rất nhanh, nó không phải đi cách học thông thường khác. Thì chứng tỏ ok. Và tôi luôn luôn trau dồi, tôi chỉ nhìn vào giá trị tôi trao ra có ngon không, có ngon không. Vì tôi biết rằng đến một điểm bùng phát, tôi luôn biết rằng đến một điểm bùng phát
thì cái đoạn tiền thu lại này nó không tăng này nữa, nó sẽ tăng kiểu khủng khiếp. Tôi chia sẻ cho anh em cái gốc cái đường cong này là tất cả lúc ban đầu tôi đi vào giá trị, tiền rất ít hoặc có thể là không có. Và bây giờ tôi chia sẻ cho anh em cách để tạo ra đường tiếp theo ở đây. Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta đưa ra đường cong số 2 này? Thì đây là cách tôi làm. Anh em có thể còn nhớ cái việc công thức nhảy việc này là nhảy việc theo men đây. Tôi bản thân tôi cũng là một thằng nhảy việc. Đấy, tôi cũng làm nhiều công ty. Nhưng bản thân tôi làm nhiều công ty tôi nhảy không phải vì tiền. Đấy, anh em tôi phải làm rõ vấn đề. Tôi nhảy không phải vì mục tiêu tôi tăng tiền. Tôi nhảy nhưng mà quan trọng cái kết quả việc nhảy như thế nào. Đấy, nếu anh em nhảy mà chúng ta vẫn tạo được cái sự yêu quý, tạo ra giá trị đến nỗi mà mọi người vẫn yêu quý mình, vẫn muốn đồng hành cùng mình, đây là cách thức của tôi. Ở bất kỳ một ai hoặc một dự án nào tôi có cơ may, tôi đến bây giờ cũng thế, ở mọi công việc tôi được làm tôi đều coi nó là cơ may và tôi sẽ cố gắng tôi làm nó tốt nhất có thể ở mọi việc. Thì tôi đều cố hướng tới cái việc là tạo ra giá trị làm sao cho khách hàng của mình, cho những người tôi từng gặp, họ phải giơ ngón tay lên, ok, làm cho thằng Huy, ok. Tôi phải làm sao để cho tất cả sau này khi họ đến rồi họ không làm thì thôi nhé, họ không làm thì thôi. Và nếu họ đã chót làm với tôi rồi, họ phải nói là ngon. Họ phải nói rằng ngon. Hỏi Huy về là ngon. Đấy là mục tiêu, đấy là output của tôi. Tôi làm mọi thứ vì cái output này. Hay tôi còn có một thuật ngữ, tôi phải biến mình trở thành một sản phẩm cấp độ 5 sao. Không dùng thì thôi, tức là ông không đủ dùng 5 sao thôi. Ông đã dùng, ông cũng sẽ không muốn dùng người khác. Và tôi sẽ muốn nâng cấp liên tục để vượt hơn cả 5 sao. Đây là bản chất tìm ra cái điểm này. Đó. Và tôi nhận thấy một cái điều rằng khi cái đường cong này tăng lên bản thì nó có một cái sự ảnh hưởng, đó là số lượng người biết mình, tức là mối quan hệ của mình phải tăng lên. Tại vì sao? Bởi vì tôi coi rằng tất cả những cái ông này, công ty ấy, em hãy coi đổi một góc nhìn thôi, công ty là một khách hàng. Công ty là một khách hàng của mình. Khi mình đã coi công ty là một khách hàng rồi thì ngay lập tức mình trở thành một người khởi nghiệp. Ngay lập tức anh em trở thành giống tôi. Anh em không cần phải ra lập công ty làm gì, anh em có thể ngay lập tức đang là chủ công ty rồi. Tại sao phải ra ngoài kia lập công ty làm gì đâu? Đây sự rủi ro. Anh em ngay lập tức trở thành phong cách khởi nghiệp giống như tôi. Và khi chúng ta coi công ty là khách hàng thì chúng ta không phải chúng ta cứ đổi khách hàng liên tục. Trừ khi khách hàng nó chuối quá, khách hàng mẹ nó gọi là đấm mình, mẹ xiên mình các kiểu thì mới đúng là mẹ bạo hành mình chẳng hạn, thì đúng là cứ cân nhắc. Nhưng mà mục tiêu của mình là mình làm khách hàng cực kỳ hài lòng đến mức người ta sẵn sàng tăng tiền cho mình, đến mức người ta sẵn sàng giới thiệu những người khác, những người bạn bè của họ, những người đồng nghiệp của họ, những người em của họ cho mình. Mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ tìm ra các khách hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đây mới là vấn đề tạo ra đường cong kinh khủng này. Chứ không phải nhảy đến một ngưỡng không tăng được tiền đâu. Mà khi chúng ta có rất nhiều khách hàng đến với mình, nó mới tăng được tiền. Và nó sẽ bùng nổ khi rất nhiều khách hàng họ đều giơ ngón tay lên, họ đều nói ngon, họ đều nói ông này đã làm là nên làm với thằng này là sẽ ăn. Đây mới là thực sự tạo ra cái điểm này những người anh em của tôi. Không phải bởi việc chúng ta nhảy xong mẹ lại nhảy, xong lại nhảy, nhảy thế không ổn. Mà nhảy mà chỗ này mà họ giơ ngược ngón tay xuống dưới, họ không thích mình thì còn dở hơi hơn. Đúng theo cái quy tắc tôi làm việc này thì những cái đồng tiền đầu tiên của tôi kiếm rất đơn giản thôi, tư duy đơn giản thôi. Tôi đặt câu hỏi, vậy khách hàng thứ hai của tôi ở đâu? Làm sao tôi kiếm khách hàng thứ hai trong khi tôi đang đi làm ở công ty? Thì cái việc cái quy trình lúc nãy tôi chia sẻ với anh em ấy,
cái việc dạy này là một trong những cái cách mà tôi kiếm khách hàng thứ hai của mình. Đấy, rất là giản, mục tiêu của tôi chỉ là kiếm khách hàng số 2. Tôi không quan trọng là kiếm tiền nhé, chỉ cần có khách hàng thứ hai là tôi chơi. Lúc đầu tiên đừng quan trọng là tiền, vì xác định luôn cái đường cong mình đang bên dưới này. Đừng lúc đầu rồi cong héo cái này thì thằng nào nó chơi với mình. Lúc ban đầu khách hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư cứ đường cong bên dưới mà chơi. Đấy là lợi thế cạnh tranh của mình. Hãy lưu ý, đấy là lợi thế. Tôi dạy. Và nhưng không phải lúc nào dạy thì cũng dễ ăn nhá. Hãy nên nhớ, tất cả anh em mình đã đi dạy thì xác định luôn là sẽ có trải qua những thời kiểm khó khăn. Cụ thể tôi chia sẻ với anh em cái điểm khó khăn thế này lúc ban đầu. Đấy. Dạy là một cái đơn giản, bởi vì thực ra là tôi rất thích. Đấy là chúng ta là người hưu mà. Chúng ta là người hưu, chúng ta có thể giúp ích cho nhiều người. Đấy. Nhưng mà anh em xem, tôi có nhiều bài kiểu này lắm rồi. Hồi xưa tôi chia sẻ những cái cây mà tôi nói thật, những cây này là cây cực kỳ ăn tiền. Những này đây là những cây ăn tiền luôn. Tôi làm trong dự án, khách hàng trả tiền cho tôi, họ trả nhiều tiền nữa rồi. Tôi chia sẻ ra cho anh em. Và bởi vì tại sao tôi bảo là đừng tin senior, đừng tin expert. Nếu kể ông hãy kiểm chứng đi. Bởi vì có nhiều thứ những người anh em đã bị hiểu sai lại từ bản chất. Ví dụ anh em đã từng hiểu sai rằng dữ liệu cứ nhiều bản ghi thì chậm, ít bản ghi thì không chậm, và anh em tìm mọi cách để xóa dữ liệu đi. Và nếu như anh em nào đang ở trong cái bài toán đấy ấy, thì phải xem, bắt buộc phải xem cái video nguyên lý 3 cộng 2 của tôi. Nó có toàn bộ hệ thống, nó có tất cả mọi thứ, và anh em sẽ tránh được những cái điều đấy. Nhưng hồi đấy họ không biết, họ không hề biết, và họ không thấy, làm sao họ thấy những câu tối ưu nó tụt huyết áp đấy, 9 giây còn vài mili giây. Thực ra bây giờ học viên của tôi có rất nhiều người tối ưu từ 108 phút, còn chục giây thôi. Học viên tôi cũng làm được, bởi vì họ biết những nguyên lý từ gốc. Có rất nhiều trường hợp đấy luôn. Tôi chia sẻ ra cách miễn phí, thế là lên mạng nó chửi và chửi vỡ mặt luôn. Ê, viết tít ít thôi mẹ, mùi lùa gà rồi, đọc xong mẹ xem có đúng không. Ông này không biết có xem không, nó xem chắc chắn là thấy đúng. Áp dụng rất tốt, đấy là tôi bảo ông áp dụng marketing bán khoa học rất tốt. Chứ tự làm phức tạp một vấn đề giải quyết được, buồn cười vào lờ. Tự vẽ ra bán khoa học, chửi rất nhiều. 74 bình luận này trong mẹ đa số là sỏ xiên là chửi. Đấy, nhưng mà tôi tiếp cận được 1.300 người. Đây là chuyện chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta đang làm một điều đó khác với người khác. Đại đa số mọi người đều nghĩ rằng làm và nhảy việc. Tôi thì không coi là như vậy. Tôi phát triển bằng cách tôi trao thật nhiều giá trị. Và giá trị tôi làm thế nào trao được? Tôi không thể nào trao bằng cách trao một người giá trị cấp độ 1.000, 1 triệu. Không, tôi phải trao cho nhiều người. Tôi phải trao cho nhiều người, nhưng mỗi người vẫn nhiều giá trị. Đây là công thức của tôi. Và vì thế, rõ ràng thì tôi phải nói cho nhiều người biết. Tôi là người hưu hú tốt. Tôi sẵn sàng cho anh em một con đường đi khác của mẹ luôn. Tự tin là khác bọt. Gấp 10 làm sao được, mẹ học một phải biết vài chục. Gấp 10 làm sao được. Đấy là lý do tại sao tôi đặt chương trình của tôi là WeCommit 100x. 10 làm sao được. 10 không phải là tiêu chuẩn chất lượng của tôi. Đó. Tuy nhiên, anh em hãy hiểu rằng trong rất nhiều người chửi sẽ có người họ tự kiểm chứng. Họ tự mình kiểm chứng. Khi họ tự kiểm chứng, họ sẽ biết được câu chuyện là như thế nào, con người là như thế nào, họ trải nghiệm. Họ sẽ thấy giống như ông bạn Tuấn của tôi trước đây. Hồi đấy tôi 2 kẹp 1, 2 ông thầy hợp 1, nhưng nó đi con đường khác biệt. Làm được việc khác bọt ngay. Và cái phong cách tự kiểm chứng này chính là một trong những điều tôi làm xuyên suốt rất nhiều lần. Anh em nếu ai có thể thấy là khi đây là phong cách tôi làm doanh nghiệp đây. Tôi thành lập công ty đây. Nói thật với anh em, nếu người ta bảo công ty cần tiền, đừng. Anh em không phải là cứ cần công ty là cần tiền đâu. Với con đường của tôi đi kiểu chính đạo như thế này, ông chỉ cần tạo ra giá trị thôi, ông không cần tiền lúc đầu thôi. Anh em mình có thể khởi nghiệp ngay tại thời điểm bây giờ mà không cần quá nhiều tiền. Hãy lưu ý một điều này, tránh trường hợp chúng ta cứ bị tiền đâu. No. Không cần nhiều tiền đâu anh em. Không cần nhiều tiền để tạo ra câu chuyện của mình đâu. Không cần. Cái anh em cần là một chiến lược đúng đắn và một lòng quyết tâm.
cái chúng ta bắt đầu không cần tiền. Thời điểm đầu tiên tất cả chúng tôi có chưa đến 100 triệu ấy, mỗi thằng có tí tiền mà thôi, rất ít tiền. Sự thực là như vậy. Anh em nhìn cái bàn này, hôm đấy là ba bố này đang đi làm ở một ông FPT. Đấy, một công tôi đây, tôi này một công ty đây, một ông ở Techcombank FPT đấy, sao là hẹn nhau. Vậy là tôi vẫn nhớ là ngồi ở một cái quán ở Hà Đông. Đấy, quán này là quán Hà Đông. Anh em mình ăn uống lèo tèo lắm, gọi vài chai bia ra, gọi một tí đồ ăn ra đây. Thế là chúc mừng anh em mình bắt đầu hành trình nhé. Không có gì cả. Câu chuyện là anh em hãy nhìn chỗ này của tôi, hãy tự mình kiểm chứng. Chúng ta tạo ra giá trị cao vượt trội liên tục cho khách hàng, và quan trọng chúng ta phải để lại những dẫn chứng chính xác, người ta có thể tự kiểm chứng được. Tôi sẽ cho anh em thấy phong cách của tôi làm nó xuyên suốt đến thời điểm này, cái việc tự kiểm chứng và trao trị nó như thế nào nhé. Đây là những cái dự án mà bản thân tôi đích thân làm đến thời điểm này. Còn nhiều dự án nữa, dài quá không thêm vào. Anh em thấy không? Nhiều bên họ làm thì họ chỉ có đưa mỗi cái ảnh logo này, đưa logo, tôi chẳng đưa logo thế này. Đưa logo em gì? Tôi đưa cả hợp đồng chứng khoán Techcombank, chứng khoán Vietcombank, logo này, hợp đồng. Em thử giấu hai bên không? Dấu ký hai bên không? Đấy, kích vào đây xem. Đấy, công ty WeCommit này, Trần Quốc Huy giám đốc này, ký đóng dấu này. Đấy, chat phát này, chứng khoán Bảo Việt này. Đấy, chứng khoán HDBS trong Hồ Chí Minh này, ngân hàng này, truyền hình này, truyền hình cáp này. Đấy, ngân hàng KB này, ngân hàng gì này. Đấy, điện lực này, chữ ký của tôi này. Viễn thông này, Intellect, Simulex là hai ông làm về core banking nước ngoài, họ bán cho các ngân hàng thế giới. Ông này ở Peru này. Đấy, nhiều, nói chung rất nhiều. Đấy, anh em, tôi đưa bằng chứng, ông cần có thể kiểm chứng. Ngay cả anh em có thể thấy rằng, ngay cả những học viên của tôi, anh em có thể thấy những học viên trong chương mà tôi dạy, em có thể vào những cộng đồng public, em thấy họ, em thấy rất nhiều chương trình của họ xuất hiện cùng tôi. Tôi bản chất làm gì? Tôi đang xây con đường đấy cho họ. Tất cả những cái điều tôi đã từng làm thành công, tôi đang xây cho họ để họ đến được mức này. Và trong quá trình đấy, tôi xây tất cả những bằng chứng cho anh em của tôi. Tại sao những người anh em của tôi, khi anh em đi cùng tôi sẽ bắt anh em làm rất nhiều thứ. Tôi sẽ bắt anh em chạy. Nếu anh em lên Facebook của tôi sẽ thấy mẹ tôi chạy, mẹ ngày nào tôi cũng chơi. Và những người anh em đi cùng tôi, họ phải chạy. Tại sao chạy? Chạy không phải để chạy. Chạy là đang để ông tạo đà cho cái điểm này của ông. Chứ tôi không phải chạy ra chạy. Chạy để tạo ra tiền của ông trong tương lai. Ông đang tạo ra những cái dẫn chứng có thể người ta check được. Rất nhiều thứ ông đang làm. Em có thể sẽ lên LinkedIn để tìm được những cái người học viên của tôi, họ nói gì về tôi. Tôi để một cách public vào LinkedIn của tôi. Em có thể thấy những điều đó, kéo xuống vào recommendation. Em thấy những điều họ nói. Em có thể tự kiểm chứng được họ là ai, đang làm gì, ở đâu. Em có thể vào xem từng con người đấy, họ phong cách thế nào, có kỷ luật không, họ làm ra làm sao. Tất cả điều đó nó nằm ở từ có thể kiểm chứng. Đó. Và tất cả đấy nó chỉ nằm ở một chỗ là chúng ta luôn luôn trao giá trị cho người khác vượt trội. Đây là lý do tại sao mà tôi luôn luôn, anh em thấy không ạ, những cái buổi chia sẻ của tôi đều chia sẻ những thứ thực tế và những thứ khác biệt, và từ khác biệt rất xa với đại đa số 1.000 người khác đang làm. Trên con đường đi dạy của tôi, đấy, tôi đã kiếm tiền, tôi đã chia sẻ cách của tôi kiếm tiền đấy, làm những thứ có thể kiểm chứng được và cố gắng tiếp cận nhiều khách hàng của tôi, thì cái việc dạy là một việc mà tôi đã từng làm, tôi kiếm tiền. Thực sự lúc đầu tất cả giá trị tôi dạy, tiền tôi thu bao nhiêu, anh em thì giá trị em sẽ thu được gấp vài chục lần. Rất nhiều. Đấy là đầu tiên là ăn chửi. Nhưng mà hãy nhớ trong đầu, dù chúng ta có làm gì chăng nữa thì bao giờ cũng có những người chưa tin. Họ chưa tin không phải là họ và chúng ta có gì đó không thích nhau, chuyện bình thường thôi. Bởi vì khi chúng ta gặp một điều thấy kỳ dị vãi chưởng, mình cũng không tin. Thì chúng ta hãy nhớ tất cả cái chỗ này là điều bình thường. Và tôi có cách thức biến tất cả điều này trở thành lợi thế. Nếu những người em nào được tham dự buổi top 1% của tôi, chương trình top 1% của tôi là chương trình tôi, bản chất là chương trình dạy, gọi chương trình tôi đang dạy cái gốc tư duy tôi là gì. Tôi chia sẻ tất cả để em có những cái tư duy đấy. Em sẽ biết cách mà tôi biến những bất lợi. Rất nhiều người
bị gặp điều này và họ rằng coi là bất lợi. Nhưng tôi có công thức để biến những bất lợi trở thành lợi thế. Tôi có thể nói rằng nếu như anh em nào thực sự nên tham dự buổi top 1% của tôi tối thiểu một lần trong sự nghiệp, anh em sẽ đi một con đường sự nghiệp khác. Còn nếu anh em muốn nó tạo kết quả đi luôn, đi nhanh, hãy vào cộng đồng WeCommit 100x cùng tôi. Không phải, không chỉ là chiến lược đâu, tôi dìu dắt anh em tạo nên kết quả. Tôi tạo nên những hành trình này, tôi tạo có rất nhiều thứ tôi đang làm và anh em sẽ biết được những điều đó. Tôi không phải chỉ chuyên môn, tôi không chỉ làm mỗi chuyên môn. Đây là lý do tại sao tôi vượt qua được nhiều người. Ok, về hành trình sẽ là tôi đang làm như sau. Đây hành trình của tôi. Mở công ty, anh em mình sau đó sẽ đón nhận những điều này. Anh em đón nhận những điều này. Hãy nhớ là phải đón nhận những điều này thì chứng tỏ là mọi thứ đang tiến triển nhé. Nếu chúng ta nhận khen từ đầu đến cuối là mọi thứ nó không tiến triển đâu. Anh em ạ, anh em phải nhận một tí gọi là áp lực cuộc sống thì nó mới ngon. Và lúc đầu tôi chỉ có là hai ông thầy đi dạy một ông thôi. Nhưng một thời gian sau thì tôi không chỉ dạy cho cá nhân nữa, mà lúc này tôi đã bắt đầu có những cái kết quả tốt hơn. Tôi bắt đầu dạy cho những doanh nghiệp. Và tôi dạy cho nhiều doanh nghiệp rồi. Tôi vẫn nhớ những cái đợt đầu tiên tôi làm cho doanh nghiệp ấy, thì kỷ niệm nó hay lắm. Em xem, có thể xem cái ảnh này của tôi. Ảnh này của tôi đứng này, ở dưới này tôi đang dạy cho Fitbank. Những cái anh chị học ở đây ấy, đại đa số là anh chị làm rất nhiều năm kinh nghiệm rồi và đều nhiều tuổi hơn tôi. Tôi hồi đấy rất là trẻ, đứng lớp dạy rất là trẻ. Và hồi đấy thì tôi là làm tất cả trong một. Tôi vẫn nhớ, tôi sang, tôi trình hợp đồng thì bảo là ô mẹ mày là mày làm gì? Em là giám đốc. Giám đốc là em. Thế thằng nào thằng dạy? Mẹ em là người dạy luôn, em giảng viên luôn. Đơn giản, em giảng viên. Thế bây giờ chuẩn bị ok mày giảng viên à? Thế cũng được. Thế cái chuẩn bị hậu cần hôm đấy nhá. Chuẩn bị hậu cần là gồm hoa quả này, gồm các thứ này thì như thế nào? Thế là bọn tôi thuê một người bạn của một ông đây, thuê một bạn của bạn này. Đấy, bạn ấy tôi nhớ là dạy ở tòa FPT, tôi thơ bạn ấy nó dạy cuối tuần. Bạn ấy đang có bầu hay sao ấy, bầu mấy tháng hay không nhớ. Thì chuẩn bị hoa quả mang lên. Thế tôi chỉ làm nhiệm vụ là đưa cái bạn ấy vào đây, bạn để hoa quả đấy thôi. Là lớp cứ thế chạy thôi. Thế chạy xong thì nghiệm thu, ai nghiệm thu? Ai làm giấy tờ nghiệm thu? Thì tôi làm nghiệm thu luôn. Nghĩa là tôi sang tôi gặp cái chị làm nghiệm thu thì hỏi là ai là kế toán? Em làm xuất hóa đơn, ai viết hóa đơn? Tôi là người trực tiếp viết hóa đơn luôn. Tôi làm hết tất cả mọi thứ. Nên anh em đừng lo lắng cái chuyện là lúc ban đầu mình không có tiền, mình không có bộ máy, mình không có kế toán. Bạn không cần những thứ đấy để bắt đầu. Không cần những thứ đấy để bắt đầu đâu. Cái bạn cần là gì? Là tạo ra giá trị. Hết. Còn lại mọi thứ không quan trọng. Tại sao họ chấp nhận hết mà? Tôi ít tuổi, chấp nhận làm tất cả mọi thứ. Giám đốc, em soạn hợp đồng là ai? Em, back office em luôn. Mẹ, tất cả mọi thứ luôn. Không vấn đề gì hết. Và cho đến thời điểm, tôi không chỉ làm cho một công ty, tôi không chỉ dạy cho một công ty, tôi dạy cho rất nhiều, rất rất nhiều các công ty khác. Tôi có thể kể ra, anh em có thể cả sang ngân hàng, tôi đã dạy chứng khoán, cũng dạy viễn thông. Tôi có thể nói là nếu tính những người tôi từng dạy, con số rất lớn rồi, cực kỳ lớn rồi. Đó, hành trình nó chảy ra như vậy. Và chúng ta, tôi đang làm một điều gì? Chúng ta nâng cấp, thay vì chúng ta dạy một người, bây giờ ta dạy nhiều người. Và dạy, khi dạy nhiều người thì giá trị chúng ta tăng lên nhiều hơn. Thế thôi, mục tiêu là giá trị tăng lên nhiều hơn. Cứ tăng được giá trị là chơi hết. Bởi vì sao? Khi chúng ta dạy ở đây, chúng ta không chỉ có tiền đâu, chúng ta có mối quan hệ với nhiều người trong đây. Và mối quan hệ với những nhiều người trong đây, nó tạo ra cái mới kiếm được nhiều tiền cho tôi này. Nó tạo ra những dự án của tôi. Những cái hợp đồng anh em nhìn thấy kia, rất nhiều trong đó là do một ai đó giới thiệu cho tôi. Vậy thì chúng ta, tại đây tôi lại muốn cho anh em biết một điều nữa. Nó cũng là điều rất quan trọng của tôi. Tôi muốn cho anh em biết. Bởi vì chúng ta cứ tạo giá trị này. Thế thì công thức tạo đến bao giờ để ra tiền?
Tôi tin rằng anh em nói bảo với em cứ chia sẻ mãi này bao giờ mới ra tiền, thì tôi có một cái công thức anh em có thể theo nó để mà làm nhé. Tôi áp dụng chính nó để tạo ra các hợp đồng đầu tiên của WeCommit. Bởi vì anh em thấy tôi hình dung lúc ban đầu tôi khởi tạo này, sự nghiệp của tôi này, tôi không có tiền này, tiền không, mối quan hệ cũng chưa nhiều. Bởi vì hồi đấy nếu có mối quan hệ, tôi làm mấy công ty này làm gì có mối quan hệ, không có nhiều. Vậy thì chỉ có một cách thôi, như các cụ đấy nói là nhiệt tình vào. Tôi làm một cách thức đó là, hay bây giờ tôi hay gọi trong những cộng đồng học viên WeCommit 100x của tôi ấy, mọi người họ gọi là Go Giver. Thuật ngữ này của tôi ý chỉ rằng chúng ta hãy là người cho đi. Những cái khách hàng đầu tiên đều là những người họ đã từng biết tôi, những người anh của tôi, đâu đó họ từng biết tôi ở trong quá trình tôi làm dự án, tôi làm một công ty, tôi nhảy việc ở nhiều công ty, tôi để lại các mối quan hệ. Hãy để ý, chiến lược đấy của tôi đã xây dựng từ đây, tôi nhảy việc và họ phải like tôi, họ phải biết tôi. Sau này khi tôi tách ra rồi thì mạng lưới mối quan hệ của tôi nhiều hơn so với việc tôi chỉ ở một công ty. Đấy là điều bí mật của tôi. Và sau đó tôi quay trở lại những mối quan hệ này của mình. Họ biết rằng à, cái thằng trước đây mình thích nó ấy, nó làm tốt đấy, bây giờ nó ra lập công ty rồi, và tôi sẵn sàng để giúp họ, tôi chưa cần tiền. Hãy nhớ tại sao lúc này thì họ rất dễ dàng họ nhận tôi, bởi vì tiền tôi về không, nhưng giá trị tôi vẫn tạo ra, thì hiển nhiên công thức này nó xảy ra. Công thức này rất mạnh. Khi giá trị bán lượng vượt trội so với tiền thì nghiễm nhiên là họ sẽ chọn bạn. Rất đơn giản thôi. Vậy thì lúc bắt đầu tôi đến đây, tôi giúp đỡ nhiệt tình. Tôi vẫn nhớ một trong những cái khách hàng đầu tiên của tôi giúp anh ấy 4 lần, 3-4 lần liền, giúp nhiệt tình, không hỏi tiền luôn. Giúp xong là em chào anh em về, rất vui vẻ. Giúp xong là chào về, giúp xong là chào, rất nhiệt tình. Anh có cần em giúp gì không? Không quan trọng, được làm là tốt rồi, được chứng minh giá trị là ngon rồi. Cần nếu thì tiền, đòi tiền ai cho làm? Đòi tiền là không cho làm luôn. Đòi tiền họ hỏi là hợp đồng tương tự đâu? Làm gì là có hợp đồng tương tự? Hợp đồng tương tự tức là mày đã làm cái thằng nào chưa? Công ty em vừa đẻ ra làm nếu có thằng nào chịu ký hợp đồng giúp anh. Cho đến một lúc anh ấy nói thôi tao không nhờ mày nữa, ký hợp đồng, tao cho anh em ký hợp đồng đi, vì mày vẫn đang làm thực tế mà. Hợp đồng của tôi. Sau đó tôi tiếp tục viết lên câu chuyện của mình, cũng dựa trên cái nguyên lý the go giver này của tôi. Hãy cho đi. Và công thức là như sau: nếu anh em cứ cho 10 lần, giá trị gấp 10 lần, và chúng ta gọi là thể hiện ta đòi 1, cứ cho 10 và đòi 1, thì gần như chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta càng cho nhiều và chúng ta đòi, anh em càng chịu được nhiều. Ông nào cho 20 và đòi 1 chẳng hạn thì tỷ lệ ăn rất cao. Còn ông nào mà không chịu được thì cho 5 và đòi 1. Hãy nhớ đơn giản là thế này, theo công thức này: 5-1, 10-1 và 100-1. Ông nào có thể làm được 100-1 là vô đối. Đây là tiêu chuẩn của tôi. WeCommit 100x, những học viên của tôi, bản thân khi em vào tôi muốn cho họ những cái gì đáng giá gấp hàng trăm lần. Có những thứ tôi mất hàng trăm triệu, tôi học, tôi trải qua rất nhiều giá, có dự án, đủ mọi thứ, tôi đúc kết được. Họ có hết nó. Họ có cả công thức mà tôi đang kiếm tiền tỷ. Tôi dùng công thức này, rất nhiều bên họ trả tiền để tôi sang và tôi làm. Họ có toàn bộ công thức của tôi trong làm dự án. Tôi cho họ hết. Không chỉ có thế, tôi cho họ rất nhiều cái điều khác nữa. Phải hơn 100/1. Hiển nhiên họ sẽ yêu quý tôi và họ đi cùng tôi. Và em thấy đó, có rất nhiều người sẽ hỏi là vậy tại sao ông lại đem những giá trị này ông chia sẻ cho thằng khác? Chỉ có bị hâm mới làm điều này. Anh em có đặt câu hỏi này không? Tôi tin rằng anh em đang xem nội dung thì cũng đặt câu hỏi này. Nếu anh em băn khoăn về câu hỏi này, tôi trả lời luôn. Tôi làm những điều này cũng vì cái output của tôi. Vì cái output của tôi. Output này nó vượt rất xa của tôi. Nhiều người họ không làm điều đấy, bởi vì họ chỉ nhìn cái tiền thôi. Họ chỉ nhìn tiền thôi. Tôi thì đang nhìn, khi tôi chia sẻ những công thức, những bí quyết này, đặc biệt tôi chia sẻ cho anh em, đặc biệt là học viên của tôi chẳng hạn, và tôi nhìn ở tương lai. Hãy nhớ cách học của tôi. Cách học của tôi không nhìn ở thời điểm hiện tại tôi học. Tôi nhìn toàn cảnh tương lai là gì. Và cái tôi làm ở đây cũng làm tương tự như thế. Tôi đã nói với anh em từ đầu rồi, cái cách học của tôi nó không chỉ 1 gấp 10 mà 1 gấp hàng trăm lần. Nó mang lại ra tiền luôn cho tôi. Cái tôi nhìn ở đây ở tương lai
Tức là gì? Khi tôi chia sẻ những thứ có giá trị và tôi giúp họ, họ bật hẳn lên trong sự nghiệp của họ, họ tạo ra kết quả, thì hiển nhiên họ sẽ nhớ tôi, hiển nhiên họ sẽ like tôi, hiển nhiên sau này khi tôi muốn gọi họ đi cà phê, tôi muốn trao đổi với họ một vấn đề, tôi trao đổi với họ dự án, thì tỷ lệ rất cao, phải đến 90% những người đó họ sẵn sàng nhận cuộc gọi của tôi, họ sẵn sàng ngồi với tôi, họ nhớ rằng à, ông Huy hồi xưa ông ấy giúp mình, ông ấy cho mình những chiến lược, ông ấy còn giúp mình tạo những điều này, chẳng có lý gì bây giờ mình lại không giúp ông ấy cả, chẳng có lý gì anh em bây giờ khi kết hợp với nhau chúng ta không kết hợp cả. Và tôi thấy nhìn thấy rằng bây giờ tôi có rất nhiều người giỏi, rất nhiều người thành công, rất nhiều người sẽ là ở vị trí giám đốc, rất nhiều người ở trưởng phòng, rất nhiều người có mối quan hệ lớn, rất nhiều người họ cũng có tập lực lượng mạnh như tôi. Và lúc này tôi sẽ cộng với em đó, lúc này tôi có rất rất nhiều tiền ở đằng sau. Đây là điều tôi đang làm. Nó không phải là những người khác hoàn toàn, ôi mày bán khóa học kiếm tiền. Không. Được tham gia khóa học của tôi, nó là một điều may mắn. Nó không phải là cái mất tiền gì cả. Bởi vì tôi nhìn ở thời điểm tương lai, tôi đang tạo ra những người rất rất thành công. Thế nên tôi chia sẻ cực kỳ nhiều những thứ anh em có thể không bao giờ có được. Đây là lý do. Đây là lý do ngay cả bạn xem một video nào đó của tôi, bạn chia sẻ của tôi, bạn sẽ thấy có những điều rất khác biệt. Và bởi vì đấy là điều tôi trải qua rồi, tôi đúc kết để tạo kết quả rồi. Đó, tôi giải đáp cho câu hỏi, nếu em có câu hỏi trong đầu, tại sao ông lại chia sẻ tất cả những thứ giá trị như vậy? Họ trả tiền cho ông, doanh nghiệp trả tiền cho ông làm, ông lại đem những chia sẻ cho người khác, tại sao? Tại sao ông chia sẻ tất cả các chiến lược này cho người khác? Tôi muốn tạo ra những người bạn, những người anh em trong tương lai, và họ đều phải là người ngon. Lúc đấy bạn tôi ngon, bạn tôi sẽ đỡ được tôi. Lúc này đây mới là đường cong còn vượt trội hơn nữa tôi kỳ vọng vào tương lai cơ. Ok không anh em? Tại thời điểm này có anh em có thể hỏi, thế bây giờ nếu anh chia sẻ hết, họ biết hết rồi, họ không cần anh nữa. Tôi có thể chia sẻ với anh em một điều, điều này cũng có thể xảy ra, nhưng trên thực tế chúng ta có hàng trăm người, có một vài người không cần mình nữa, đâu phải là vấn đề. Chúng ta không thể đạt tỷ lệ 100% cả, nhưng thực tế thì đại đa số người họ vẫn đi cùng tôi. Và bởi vì em biết vì sao họ đi cùng tôi không? Bởi vì tôi luôn luôn giữ nguyên tắc này, giá trị tôi luôn dành thời gian trao vượt trội. Họ cứ nhận được một giá trị 10, họ tưởng nhận hết rồi, tôi lại cho họ giá trị 20, tôi nhận cho họ giá trị 100. Tôi liên tục tăng giá trị của mình, tôi liên tục tăng giá trị của mình, và đó là điều khiến tôi phát triển. Tại sao các khách hàng doanh nghiệp của tôi làm với tôi làm cho họ ngon rồi, họ vẫn đi với tôi? Bởi vì còn đi với tôi, họ càng ngon hơn nữa, họ không phải lo lắng gì hết, liên tục ngon hơn. Tại sao các bạn học viên tôi đi với tôi? Bởi vì tôi liên tục cho họ những chiến lược ngon hơn trong bất kỳ chương trình tôi làm. Ví dụ bạn có thể đến những chương trình huấn luyện trực tiếp của tôi, ở chương trình top 1%, tất cả chương trình của tôi buổi sau đều không bao giờ giống hệt nhau, không bao giờ buổi sau giống buổi trước, và tôi đều luôn trao cho vượt trội. Chỉ cần được tham gia phát đảm bảo khác biệt luôn. Còn nếu mà tham gia chương trình đồng hành của tôi, Week 100X chẳng hạn, thì hiển nhiên bạn sẽ thấy khác biệt hoàn toàn. Và bạn sẽ thấy là một năm đi cùng tôi sẽ muốn đi năm thứ hai, bởi vì quá lợi thế. Tôi ví dụ với anh em, có bất kỳ một khóa học nào mà ông thầy dùng toàn bộ những cái gì ông xây dựng trong nhiều năm. Tôi xây kênh YouTube của tôi đến nay là 5 năm, thì này bạn xem là 5 năm. Tôi dành toàn lực để tôi đẩy cho các học viên tôi lên. Tôi dành toàn bộ chiến lược, tôi nói cho họ biết cách làm nào cho hay, cách làm nào giá trị, cách làm nào cho wow, tôi đẩy toàn bộ. Làm gì có ông nào sẵn sàng làm điều đó. Và tôi làm điều đó, tôi không yêu cầu bất kỳ tiền nào hết được bổ sung từ các bạn. Những điều đó là điều tôi còn không hứa với các bạn từ lúc ban đầu tiên. Làm gì có. Tất cả các bạn, anh em có thể hỏi những học viên từng học của tôi, anh em có thể tìm thấy họ. Tìm thấy rất nhiều họ ở trên LinkedIn, là trên Facebook, ở trên các hội nhóm của tôi. Em phải tìm thấy, em phải hỏi xem đó có đúng là điều tôi làm không. Tôi nói thẳng trước mặt mọi người luôn, đó là điều thể kiểm chứng. Vậy thì anh em đã thấy rằng cái cách mà tôi học lúc nãy bản chất cũng thể áp dụng vào cách mà tôi kiếm tiền được, không khác gì nhau cả. Hãy nhìn từ tương lai, hãy áp dụng tư duy thế thôi. Hãy nhìn từ tương lai, hãy hỏi câu hỏi who. Và quan trọng ở chỗ này, tôi muốn bổ sung thêm một điều tư duy đáng nhớ cho anh em, là tư duy go giver. Hai cái từ mà anh em cần phải đặc biệt nhớ ở đây, tóm gọn rồi anh em, đặc biệt nhớ ở đây là go giver. Cứ cho đi trước đi. Lúc ban đầu mình mà nhận được thấp ấy, nó là lợi thế của mình. Và chúng ta cần phải biết một điều,
công thức giá trị của mình. Giá trị mới là cái chúng ta cần hướng tới. Chúng ta tăng được giá trị bản thân lên, chắc chắn tiền sẽ tăng lên. Chắc chắn là điều đó nó sẽ đến. Đây là những thứ mà tôi đã làm. Và con đường nó xảy ra như nhau thôi. Nó gắn kết với nhau. Anh em cũng sẽ thấy cái góc nhìn, đúng không? Nhìn từ tương lai ở đây giống hệt với cách thức tôi nhìn ở đây. Vì tôi nhìn tương lai đây nên tôi xây cái đoạn họ phải like tôi. Tôi không phải mỗi lần nghỉ việc tôi cắt đứt mọi thứ. Tôi xây dựng những thứ này. Đây là những điều nó đang làm. Và đây là những thứ nó gắn kết rất mật thiết ở trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi càng đi, tôi càng đi, tôi càng đi thì giá trị tôi càng tăng lên. Càng tăng lên thì tôi có càng nhiều mối quan hệ và càng mối nhiều tiền tôi tăng lên này nữa. Tôi càng tăng lên thì tôi càng gặp được nhiều người hu. Tôi càng gặp được nhiều người hu, tôi càng có cơ hội gặp nhiều người giỏi hơn. Và tôi càng mở rộng những tầm nhìn của tôi hơn. Đây là cách tôi tăng một cách kinh khủng khiếp. Đây là một phần tư duy tôi đang áp dụng trong chiến lược của WeCommit 100X. Những học viên của tôi họ đang được áp dụng những cái tư duy này để họ tăng kinh nghiệm, họ tăng kiến thức, họ tăng kết nối. Rất kinh khủng khiếp. Những cái điều này anh em biết nó là công thức của 10X. Nếu anh em muốn trải nghiệm những thứ 100X, hãy vào WeCommit 100X. Hãy vào chương trình này. Em có thể đăng ký trải nghiệm. Và trong buổi trải nghiệm này, phong cách của tôi là gì? Bạn không cần trả tiền cho buổi trải nghiệm. Anh em thấy không ạ? Trong buổi trải nghiệm này, bạn sẽ thấy những thứ giá trị vượt trội mà bạn không phải trả tiền. Trong giai đoạn trải nghiệm bạn thấy có vẻ khác biệt luôn rồi. Và để đăng ký tham gia trải nghiệm đó, bạn có thể xem ở trong phần này.